Xin chào tất cả các anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay, một buổi Zoom cực kỳ đặc biệt buổi tối ngày hôm nay. Và để Nhung test mic một chút thì nếu như mà mọi người nghe thấy Nhung nói thì hãy cho Nhung số 1 nha, để mình biết được rằng là bên mình đường truyền nó khá là ổn áp. Hãy cho Nhung số 1. Cảm ơn bạn Hương An Giang nhá. Cảm ơn Hồng Phúc, cảm ơn Thanh Miền, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hiện tại thì bây giờ ở khu vực của mọi người có bị cắt điện luân phiên hay không? Chứ bản thân Nhung thì Nhung đang ở Quảng Ninh và thú thực với các bạn là Nhung đang phát điên phát rồ lên vì cái việc là bị cắt điện từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 6 đến bây giờ, ngày nào cũng cắt điện từ 4 cho đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, mọi người có tưởng tượng được hay không? Và việc cắt điện như thế này ấy, nóng bức là một chuyện rồi, nhưng cái mà làm cho chị em phụ nữ chúng ta khổ vô cùng là khổ, đấy là cái việc bí bách ở cái phần phụ của chúng ta ấy. Không biết ở đây thì ai có cái cảm giác bị như thế hay không? Khi mà thời tiết nóng nực ấy thì bản thân mồ hôi cũng tiết ra rất là nhiều và làm cho cái phần phụ của chúng ta cũng rất là khó chịu. Và khi mà cái phần phụ của chúng ta nó khó chịu, nó không thoải mái thì nói thật là con người cũng rất là khó chịu và bứt rứt. Cái vấn đề mà viêm nhiễm phụ khoa đây cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. Mọi người có đồng ý với mình như thế hay không? Nếu mà đồng ý thì hãy cho mình số 2 nha. Chào bạn Dung, chào bạn Lê Hoa, chào bạn Nguyễn Thoa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Viêm nhiễm phụ khoa là một vấn đề mà rất dễ gặp ở chị em phụ nữ. Và không phải là cái này nó ít gặp đâu mà thường xuyên gặp luôn. Và theo thống kê thì có đến 98% phụ nữ gặp vấn đề về phụ khoa. Thế nên là không không phải là chúng ta thấy là chúng ta bình thường không có cái gì thì chúng ta bảo là chúng ta nằm ở 2% còn lại. Thực ra nhiều khi mọi người ấy mà bị viêm hay là cảm thấy bị ngứa, bị khó chịu nhưng nó bị nhiều đến cái mức mà mọi người quên mất, không thể biết được là mình bị như thế mà cho qua luôn. Thế nên là ở đây ấy, thì cho mình hỏi thêm một câu nữa nhé, là ở đây thì có các bạn nào mà chưa từng đi khám phụ khoa bao giờ ở trung tâm hay là ở bệnh viện hay là bác sĩ phụ khoa bao giờ chưa? Có bạn nào là chưa đi khám bao giờ không? Nếu chưa đi khám hãy cho mình số 3 nha. Để test xem là ở đây chị em phụ nữ chúng ta có yêu bản thân đến như thế nào đây ạ. Không có ai số 3 đúng không? Thế là chúng ta rất quan tâm đến chăm sóc sức khỏe bản thân, chăm sóc sức khỏe vùng kín của chúng ta, có đúng không? Và tất cả những vấn đề này hôm nay sẽ được giải quyết hết trong buổi Zoom ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có hai buổi talk show để mà giải quyết vấn đề về viêm nhiễm phụ khoa, cái vấn đề mà rất là bí bách của đối với chị em chúng ta vào tối thứ ba và tối thứ năm tiếp theo nhá. Và hai BDB kết hợp với nhau là bên Bizina và Phú Thái kết hợp để làm chương trình như thế này, và tất cả các bạn hãy gửi cái đường link này đến với đội nhóm của mình, đến với những người quan tâm đến vấn đề này, hay là đơn giản là với những khách hàng của mình quan tâm đến, thì các bạn hãy đưa vào trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì cũng giúp cho chị em chúng ta, cho khách hàng của chúng ta hiểu hơn để mà chăm sóc bản thân của mình tốt hơn. Và các bạn cũng có khả năng là chốt sale luôn ở trong buổi Zoom ngày hôm nay, bởi vì là buổi Zoom ngày hôm nay sẽ có nhiều flash sale cực kỳ là đặc biệt, cực kỳ là hot luôn. Và có đặc biệt nhá, có rất nhiều những cái phần quà mini game trong buổi tối ngày hôm nay. Và phần quà mini game này đặc biệt chỉ dành cho những người mà ở lại đến cuối buổi. Thế nên là các bạn hãy nhanh chóng gửi đường link này đến cho đội nhóm của mình, đến cho những người mà mình cảm thấy rằng là cần quan tâm, và đơn giản thôi. Tất cả các bạn gái của chúng ta cứ gửi đường link Zoom này đi, bởi vì là bạn gái thì cũng giống chúng ta thôi, ai cũng thế. Thế nên là sẽ quan tâm đến cái vấn đề về phần phụ khoa và chăm sóc phụ khoa như thế nào để đảm bảo một cách tốt nhất chăm sóc sức khỏe cho chúng ta. Buổi tối ngày hôm nay có rất nhiều những nhân vật đặc biệt, rất nhiều những nhân vật đặc biệt nha mọi người. Thế nên là mọi người đừng lỡ, đừng đừng bỏ qua cái buổi Zoom tuyệt vời như thế. Và hôm nay có nhiều flash sale này, có nhiều mini game này, có bốn nhá, Nhung mách luôn là có bốn phần quà sẽ có trong buổi tối ngày hôm nay, và bốn phần quà cực kỳ lớn. Dưới 1 tỷ. Dưới 1 tỷ, cực kỳ lớn luôn. Thế nên là các bạn hãy nhanh tay gửi cái đường link Zoom này đến cho mọi người nhá. Và để bắt đầu cái buổi chương trình của chúng ta thì mọi người hãy cho Nhung một chút tràng pháo tim, pháo hoa để Nhung có thể năng lượng và có thể là dẫn dắt cái buổi Zoom ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy cho Nhung
một chút hoa, một chút tim đi để nhung năng lượng hơn. Cái đấy là rất vâng, cảm ơn Lam Nguyễn, cảm ơn bạn Minh nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Phòng Zoom của chúng ta thì càng ngày càng đông hơn, càng ngày càng đông hơn, và mình biết rằng là trong buổi tối ngày hôm nay cũng có rất nhiều các PDV có những cái buổi Zoom khác, nhưng mọi người đã dành thời gian vào buổi Zoom của chúng ta thì hãy làm gì, hãy cho mình một cây bút, một quyển sổ và hãy cho mình một vị trí yên tĩnh để mình có thể được nhận được nhiều giá trị ngày hôm nay. Và đặc biệt đừng quên một cốc nước để các bạn có thể là uống một chút, tại vì là thời tiết thì nóng như thế này, hãy cấp nước cho mình đầy đủ và đều đặn hơn nha mọi người. Cảm ơn bạn Hoa, cảm ơn bạn Xuân, cảm ơn Phúc Hậu nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu một bạn, bạn này làm văn phòng, bạn này làm văn phòng, và thực ra thì mình cũng tiết lộ một chút, bạn này là một bạn đại lý mới của mình luôn ấy. Khi mà mình giới thiệu cho bạn ấy thì cái sản phẩm Bizina, giới thiệu cái sản phẩm Bizina thì bạn ấy có dùng, và sau đấy thì mình giới thiệu tiếp cái sản phẩm Evosoft, và cặp đôi Evosoft Bizina đã thay đổi cải thiện bạn ấy như thế nào, thì hôm nay bạn ấy sẽ lên để chia sẻ với chúng ta. Lương Minh đã có mặt ở đây chưa nhở? Nếu em có mặt ở đây thì hãy bật mic và giơ tay lên nha. Em có mặt rồi chị nha. À rồi, chào em. Chào, chào bạn Minh. Em có thể chia sẻ về em sử dụng sản phẩm như thế nào, có những trải nghiệm như thế nào thì hãy kể cho mọi người nghe, và kinh doanh và tại sao mà đến Robby như thế nào nha. Em xin chào cả nhà nhá. Thực ra thì em biết đến hai cái sản phẩm này thì nó cũng khá là tình cờ thôi. Bởi vì là cũng được giới thiệu nhiều loại ạ. Nhưng mà đến khi sử dụng rồi thì thấy nó cũng bình thường, thấy rằng là nó cũng không có cái gì là đặc biệt và thay đổi được mình nhiều lắm. Thì hôm đấy thì em cũng được một chị giới thiệu thì em dùng thử thôi. Em cũng trong cái trạng thái là thử xem nó như thế nào thôi. Thì em dùng thử thì ban đầu là dùng thử cái Episode, cái nội tiết đấy. Thì trước khi dùng cái đấy thì da em nó rất là khô nhé, khô đến cả cái tai của mình luôn ấy, nó cứ bóc vảy 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 ra. Và trước đấy thì em kiểu như là trước khi đến cái kỳ kinh nguyệt ấy thì nó hay bị đau bụng. Xong rồi là nó rất là khó chịu. Thì em có hỏi chị là thế dùng một hộp thì liệu đã ổn chưa hả chị? Thì chị bảo là cứ dùng một liệu trình, nhưng mà một hộp thôi là em đã thấy nó hiệu quả rồi. Thì em cũng dùng thử một hộp, thì đúng là dùng xong một hộp đấy thì nó đến cái kỳ của mình luôn. Thì kỳ đấy thì thấy là nó rất là nhẹ nhàng. Bình thường mỗi lần đến, chuẩn bị đến là đau lưng này, đau bụng này, xong rồi là cảm giác khó chịu thì mình biết ngay là, nhưng mà kỳ đấy nó đến nhẹ nhàng lắm, chẳng biết là mình sắp đến kỳ kinh nguyệt đâu. Thế là đến khi thấy là sản phẩm dùng thì thực sự là hài lòng. Còn cái Vizina thì nói thì hơi hơi xấu hổ một chút, nhưng mà bởi vì là cái vấn đề này thì em cũng ít khi cũng ngại chia sẻ lắm. Nhưng mà dùng cái Vizina thì sau khi đặt được 2 viên thì ông xã có hỏi là có dùng cái gì không mà đợt này thấy nó khác khác. Thế em cũng cười thôi, em không nói gì cả. Nhưng mà thực sự là kể cả như là cái dung dịch vệ sinh của mình dùng cũng rất là sạch sẽ, mà cảm giác nó thoáng. Và em thấy là cả hai cái sản phẩm này thì dùng rất là ưng. Thế xong rồi chị bảo thế thôi đi vào làm cùng với chị đi, ở đây có nhiều cái hay lắm. Thế em cuối cùng là tham gia vào Dropy luôn, và bây giờ thì trở thành thành viên của Dropy đấy ạ. Còn lại thì thực sự là đến bây giờ thì cũng chưa có cái sản phẩm nào mà cảm thấy là ưng như dùng của cái Eposop và cái Pizina trong cả hai cái sản phẩm đấy. Thì nói chung là rất là cảm ơn cái người giới thiệu cho em. Và bây giờ thì thứ nhất là được cái sản phẩm phù hợp với mình, thứ hai thì cũng có thêm một cái công việc để tạo thêm một cái nguồn thu nhập cho mình nữa, mà nó cũng khá là nhẹ nhàng. Đầu tiên khi mà mình
Thôi không cần phải ấy, bạn Minh là đại lý của Nhung. Thế nên là Nhung là người giới thiệu. Nên trước khi mà đến ấy thì Nhung cũng có hỏi là nếu như mà em mà giới thiệu như này, tại vì là khi mà chị em ở văn phòng, nói thật với mọi người nhá, bạn này hơi bị khó luôn ấy. Bạn ấy làm cùng văn phòng với Nhung, hai chị em ngồi đối diện nhau ở văn phòng mà hơn 1 năm trời Nhung không có mời được cái gì bạn này hết, không có mời được cái gì hết. Nhưng khi tham gia vào Zoom của Bizina và mình tham gia chương trình thì mình có giải thì lúc đấy là mình được một set viên đặt 18 viên. Thì lúc đấy mình có chia cho các chị em ở trong văn phòng mỗi người 2-3 viên để dùng thử. Thế sau đấy thì mình có hỏi xem là cái bạn này là mình cũng khi mà mình tặng đi thì mình cũng muốn là feedback lại xem cái sản phẩm đấy nó như thế nào. Đấy, thế nên là hỏi mình. Nói thật không biết là em ấy có đồng ý cho mình nói hay không. Thế nhưng mà nói chung là cũng có những cái vấn đề về quan hệ vợ chồng nó cũng khó khăn đấy. Mà cái này thì thực sự nhiều khi mà chia sẻ với lại chị em nó cũng đã khó rồi, đôi lúc chia sẻ với chồng cũng khó nữa. Thế nên là khi mà cho Minh sử dụng cái sản phẩm Visina ấy thì mình cũng có hỏi là thế này thì có bị chồng đuổi quanh giường hay không, chứ chị thấy là như khách hàng của chị mà sử dụng cái này là như phim sách ấy. Không phải, có nghĩa là như phim trưởng đuổi nhau, nói chung là feedback lại cho Nhung là như phim trưởng luôn, đuổi nhau quanh nhà. Ngày xưa thì đã động vào thì thấy sợ, thế nhưng mà đến khi mà sử dụng rồi thì nó ngon lành quá, nó gọi như là nó trơn tru quá, thành ra là lại lại như kiểu là tình cảm đi lên. Thế đấy nó rất là tuyệt vời. Và còn Minh ấy thì khi mà mình làm cùng văn phòng thì mình biết là em đấy thì da khá là khô và bị nám, và thực ra là cái vấn đề về nội tiết ấy nó rất là quan trọng với chị em phụ nữ chúng ta. Và tất cả mọi vấn đề khi mà phát sinh sau này, khi mà mình tham gia Bobby, mình tham gia vào các chuỗi chương trình thì mình mới hiểu rằng là tất cả các bệnh thì nó từ trong mà ra, đúng không mọi người? Khi đến cái độ tuổi thì như Minh hay như Nhung thì cũng là em Minh cũng đã gần 40 tuổi rồi, thì 40 tuổi, Nhung hơn 40 tuổi, thì lúc đấy thì da cũng nám và vấn đề về phụ khoa của mình nó cũng khô hạn hơn rất là nhiều. Thì các sản phẩm nếu như mà mình biết yêu thương bản thân mình hơn, mình sử dụng các sản phẩm để bổ trợ cho mình hơn thì nó sẽ rất tốt cho mình. Nên là cái cặp đôi mà ngày hôm nay là sản phẩm Bizina và sản phẩm Epoxop, đây là một cái cặp đôi mà mình thấy nó cực kỳ hoàn hảo. Và thực ra nếu như với cái mùa hè như thế này, nó còn hoàn hảo thêm một chút nữa là nếu như các bạn dùng Relic YC. Thế nhưng đấy là sẽ có những cái talk show ở buổi sau, thì còn ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào 2 sản phẩm thôi. Và với 2 sản phẩm này thì các bạn có thể là kinh doanh, đây là sản phẩm mà giúp cho các bạn có thể là set up, nâng cao, có nghĩa là nâng cao cái giá trị đơn hàng. Và các bạn không chỉ là bán một sản phẩm mà các bạn có thể là lên những combo để bán sản phẩm, bởi vì nó sẽ giải quyết dứt điểm được vấn đề của chị em phụ nữ chúng ta. Xin cảm ơn Lương Minh rất là nhiều, và mọi người hãy cho cô ấy những tràng pháo tim pháo hoa, bởi vì đây là lần đầu tiên em mới lên Zoom nhưng mà em cũng rất là tự tin, đúng không mọi người, và rất là xinh đẹp luôn ấy. Và khi mà bắt đầu ấy thì chúng ta hôm nay sẽ gặp chị Dược sĩ Kim Hoa với 14 năm kinh nghiệm về nghiên cứu mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Chị đang công tác tại Trung tâm Công nghệ cao của Viện Hàn Lâm Việt Nam. Chị sẽ lên chia sẻ sản phẩm Evosoft và cái kiến thức chung về viêm nhiễm phụ khoa dưới góc nhìn của dược sĩ và các cái giải pháp để cải thiện làm sao để cho chị em chúng ta có cái phần phụ thật là khỏe mạnh. Em xin mời chị Kim Hoa ạ. Rồi chào em xinh đẹp của chúng ta đúng không ạ? Chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Đầu Zoom thì cho phép Hoa xin gửi lời chào và cũng giới thiệu qua một chút về bản thân thì Hoa tên thật đầy đủ là Đỗ Thị Kim Hoa. Hoa là dược sĩ thì cũng đã nhiều năm nghiên cứu về cái lĩnh vực sức khỏe cũng như là làm đẹp. Thì ngày hôm nay cái chủ đề thực ra là chủ đề này nó rất là hay, nó rất là hay và nó rất thiết thực. Đối với chị em thì quan tâm nhiều đến cái vấn đề sắc đẹp. Đó. Thì thường cho cái vấn đề như là trắng da hay chị nám hay cái gì đó thì nó quan trọng hơn so mọi vấn đề, nhưng với cái chủ đề viêm nhiễm phụ khoa này thì bản thân Hoa, cá nhân Hoa đánh giá nó là một cái vấn đề nó không chỉ là quan trọng đâu mà nó là liên quan thẳng đến sức khỏe của chúng ta, nó liên quan thẳng đến cái hạnh phúc mà trong cuộc sống của chúng ta hơn. Thì cái lý do vì sao á, là cái chủ đề ngày nay chúng ta đều được đọc được đúng không ạ? Rồi, chúng ta đều đọc được chủ đề là vì sao chúng ta bị viêm nhiễm tái đi tái lại đúng không ạ? Đời chúng ta đợt ai đó là phụ nữ đều có một lần là bị viêm viêm nhiễm đúng không ạ? 1-2 lần đó trong năm, mà thực ra cái tỷ lệ là
có rất nhiều người là một năm đến bốn năm lần cái đợt viêm. Lý do vì sao mà nó nặng như thế? Đầu tiên Hoa đi giải thích một chút về tại sao cái vùng âm đạo của chúng ta lại dễ bị viêm nhiễm hơn nam giới, bởi do cái cấu trúc. Do cái cấu trúc là thứ nhất là nơi đó rất là ẩm, chúng ta lại thường xuyên mặc cái quần áo và trong cái môi trường nóng ẩm như ở Việt Nam cũng ô nhiễm, cho nên là cái nơi đó nó không được thông thoáng, cho nên là các loại vi khuẩn kỵ khí nó phát triển mạnh, nó lấn át sang cái vi khuẩn có lợi, cái dòng lacto là vi khuẩn mà có lợi cho vùng âm đạo chúng ta, cho nên là nó dễ bị viêm. Ngoài ra thì cái do cái thói quen là chúng ta quan tâm chưa đúng mức. Thật sự là cái người Việt Nam của chúng ta cũng như là một số nước phát triển là chị em phụ nữ chưa quan tâm đúng mức cho cái phần quan trọng này trong cuộc đời chúng ta, nó rất quan trọng. Hoa xin chia sẻ là thật sự nó rất quan trọng, kể cả các bạn còn chưa lập gia đình nhá, kể cả những em nhỏ nhá, cũng có những trường hợp bị viêm phụ khoa. Mình nói thật, vì sao? Chị biết giữ vệ sinh, do thói quen đi vệ sinh, do cái môi trường sống, do nguồn nước của chúng ta, giặt giũ quần áo, cũng đều dẫn đến cái sự viêm nhiễm, hay do chế độ ăn của chúng ta. Tại sao lại bị tái đi tái lại? Bởi vì là chúng ta hay dùng các cái biện pháp mà khi bị viêm, thường như là chúng ta bị viêm mà chúng ta dùng các cái biện pháp mà nó chỉ có điều trị thôi, mà chúng ta không có cái biện pháp phòng ngừa sau này. Có nghĩa gì? Khi mà chúng ta bị viêm, chúng ta hay đặt kháng sinh, đúng không ạ? Các cái dòng neodermin, các thứ có các loại chống viêm, rồi diệt khuẩn, kháng sinh, là diệt sạch các loại vi khuẩn gây bệnh ở cái phần viêm nhiễm đó. Sau đó chúng ta thôi, hết viêm cái là chúng ta thôi, chúng ta dừng lại và chúng ta tiếp tục cuộc sống sinh hoạt như bình thường. Thì rất nhanh thôi, nhanh chóng sau đó đấy, quan hệ sinh hoạt vợ chồng rồi thói quen sinh hoạt là bình thường của chúng ta không cải tiến gì cả, và nó sẽ lại tiếp tục một chu kỳ mới gây viêm. Tại vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta chỉ dùng cái biện pháp kháng sinh ấy, chúng ta tiêu diệt toàn bộ các loại vi khuẩn gây hại trong cái phần âm đạo của chúng ta thì nó chết, đương nhiên là nó sẽ chết. Nhưng sau đó thì sao? Nhưng sau đó các cái lợi khuẩn mà cần thiết cho cơ thể của chúng ta nó cũng chết theo. Trên bề mặt da của chúng ta, trên khoảng hệ tiêu hóa của chúng ta, trong cái hệ sinh dục của chúng ta đều có vi sinh vật cộng sinh, bao gồm có lợi khuẩn và hại khuẩn. Khi cái tỷ lệ này nó cân bằng, chúng ta không hề mắc bệnh. Khi nó mất sự cân bằng, các hại khuẩn phát triển thì chúng ta mắc các bệnh, ví dụ trên da chúng ta nổi mụn hoặc là các cái ổ viêm nhiễm. Trong ruột chúng ta bị rối loạn tiêu hóa bên ngoài, đúng không? Còn phần phụ của chúng ta thì bị viêm nhiễm phụ khoa. Đó, khi cái tỷ lệ mất cân bằng. Chính vì vậy mà sau khi mà chúng ta dùng các cái biện pháp cải tiến để tiêu diệt các loại vi sinh vật này rồi, chúng ta dùng cái biện pháp mạnh như là diệt khuẩn rồi và cách đặt các viên kháng sinh, thì chúng ta hãy thay đổi những cái thói quen sinh hoạt. Ví dụ như các bạn cần phải chú ý hơn trong các cái vấn đề về nguồn nước chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Xem là nguồn nước chúng ta có bị ô nhiễm hay không. Và thói quen sinh hoạt là các bạn sinh hoạt xong các bạn có ví dụ như đi vệ sinh xong các bạn có lau chùi đúng cách hay không. Đó, mình nói thật luôn, các bạn sử dụng cái dung dịch vệ sinh đấy nó có đạt chuẩn hay không, cái pH nó phù hợp với cái âm đạo của chúng ta hay không. Đó rồi, chúng ta có bị mắc những cái giai đoạn mà dễ dàng bị các cái vấn đề mà dễ dàng cho những khuẩn, ví dụ như là ở cái giai đoạn tiền mãn kinh, cái nội tiết của chúng ta suy giảm thì nó cũng sẽ gây viêm. Vì sao? Vì Hoa giải thích tiếp một lát nữa thì Hoa sẽ giải thích tại sao cái bột súp nó có cả cái vai trò là hỗ trợ cho cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa liên quan đến nội tiết, đúng không ạ? Thì Hoa đang nói chung về cái vấn đề viêm, là mình quay trở lại là cái vấn đề viêm. Như vậy là chúng ta phải xem là sau khi chúng ta dùng các liệu pháp điều trị viêm nhiễm rồi thì chúng ta phải có những liệu pháp để cải thiện cái cuộc sống của chúng ta, cải thiện cái môi trường. Đó, bằng gì? Bằng cái dung dịch vệ sinh của chúng ta, bằng chế độ ăn uống, bằng chế độ cải tiến cái chế độ sinh hoạt của chúng ta đi. Chúng ta phải thay đổi nếu là nó có những cái không đúng. Đó, cái không đúng thì chúng ta phải cải tiến. Rồi chúng ta mà bị cái vấn đề về nội tiết thì chúng ta cũng phải làm cái biện pháp tăng cường nội tiết. Vì sao? Đó. Thì Evosop là một sản phẩm sẽ giúp cho các bạn cân bằng cái
cái nội tiết đó. Đó. Khi mà các bạn rơi vào cái giai đoạn mà suy giảm nội tiết ấy, thì có rất nhiều cái hệ lụy dẫn đến, ví dụ như về da, về tóc, về bốc hỏa, đúng không ạ? Hay là các cái triệu chứng tiền kinh nguyệt là đau, đau của viêm xương ngực, đau bụng đó, thì Eosop sẽ giải quyết vấn đề đó. Tinh dầu hoa anh thảo sẽ có vai trò đó. Thế nhưng mà Hoa muốn nói kỹ hơn về cái vấn đề chống viêm, chống đầu viêm nhiễm phụ khoa. Tại sao mà tinh dầu hoa anh thảo lại giúp cho cái vấn đề đó, và tại sao khi chúng ta lớn tuổi, nội tiết chúng ta suy giảm thì chúng ta lại bị dễ bị viêm hơn? Tại vì khi mà nội tiết chúng ta suy giảm, lúc đó thì cái phần niêm mạc ở âm đạo của chúng ta, niêm mạc âm đạo chúng ta, nó bị teo mỏng đi, và trên cái niêm mạc đấy thì có các chứa rất nhiều các ống tuyến, nó sẽ tiết ra cái dịch âm đạo, nó chính là các cái dịch làm bôi trơn cho âm đạo. Cái thứ hai, nó là môi trường tạo ra cái pH ổn định cho các cái lợi khuẩn phát triển. Khi mà cái lượng dịch này nó ít thì các cái lợi khuẩn nó sẽ cũng không có cái môi trường lý tưởng để nó phát triển nữa. Chính vì vậy mà cái hại khuẩn nó luôn luôn nó tồn tại và dễ dàng xâm nhập vào, và nó phát triển mạnh lên, chúng ta gây ra chúng ta viêm. Thế thì Eposop nó sẽ làm cho cái việc mà cân bằng nội tiết, làm cho nội tiết chúng ta đều hơn, cái phần niêm mạc này nó bắt đầu tăng sinh hơn. Đó, nó tăng sinh hơn. Và các cái pH âm đạo được cân bằng. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ hạn chế được cái vấn đề là viêm nhiễm phụ khoa do vấn đề nội tiết suy giảm, cũng như là cho các trường hợp khác thì sẽ hỗ trợ cho cái việc mà viêm nhiễm. Ngoài ra thì cơ chế là tinh dầu hoa anh thảo nó còn có cả chống viêm nữa, cho chính vì vậy mà nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc viêm nhiễm phụ khoa. Vậy thì tinh dầu hoa anh thảo của Phú Thái thì có cái gì khác biệt đó, sản phẩm của Eposop đó? Các bạn nhìn được cái slide Hoa chia sẻ không? Mọi người nhìn được đúng không ạ? Vâng, tinh dầu hoa anh thảo của Phú Thái thì có những cái tiêu chuẩn cao hơn hẳn các sản phẩm khác trên thị trường. Đó là nó được sản xuất tại nhà máy Zifarm của Úc, và tiêu chuẩn cGMP là cao hơn tiêu chuẩn GMP bình thường, và tiêu chuẩn GMP đây là GMP của Úc. Và cái ưu điểm thứ hai đó là các cái tinh dầu hoa anh thảo này á thì được chiết xuất từ Địa Trung Hải. Đây là một nơi có cái nguồn nguyên liệu tinh dầu anh thảo, tinh dầu hoa anh thảo mà cao nhất trên thế giới, và các hàm lượng linoleic acid nó chiếm 10%, đó là một hàm lượng rất là cao, cao nhất hiện nay đó. Vì sản phẩm còn có cái sử dụng cái công nghệ, đó là công nghệ ép lạnh, để đảm bảo cho cái việc là không sinh ra tạp chất và giữ gìn cho được cái linoleic acid này nó ở cái dạng hoạt động mạnh nhất. Chính vì vậy mà khi dùng các sản phẩm tinh dầu hoa anh thảo này, nó tạo ra cái hiệu quả cao, hiệu quả cao nhất. Và 100% sản phẩm thì là chiết xuất từ tinh dầu hoa anh thảo tự nhiên rồi, nó 100% mà tự nhiên organic, đúng không ạ? Thì đây là cái sơ đồ mà Hoa xin phép chia sẻ là cái tinh dầu hoa anh thảo thì nó sẽ có cái công dụng gì. Công dụng thứ nhất là tinh dầu, khi chúng ta uống tinh dầu anh thảo rồi đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta đẹp da, nó cải thiện da. Bởi vì khi mà chúng ta bị các cái vấn đề về tiền mãn kinh, cái nội tiết nó suy giảm, nó làm da chúng ta sạm nám này, khô này, chảy xệ và nhăn nheo, lão hóa, vóc dáng của chúng ta dễ dàng bị tăng cân. Về sinh lý thì khô âm đạo, giảm ham muốn, và đặc biệt là dễ bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục. Còn cái vấn đề tâm lý thì chúng ta biết rồi, cáu gắt, đúng không, của chúng ta còn bị ức chế hay bốc hỏa sức khỏe thì dễ bị mắc các bệnh về tiểu đường, tim mạch, huyết áp, tóc thì rụng, đúng không ạ, trằn trọc, mất ngủ, thì có rất nhiều các cái triệu chứng mà do cái vấn đề nội tiết khi mà chúng ta lớn tuổi. Các cái lợi hay là chẳng cần lớn tuổi đâu, một số bạn thì ngoài 30 bắt đầu nội tiết suy giảm rồi, và một số người có hiện tượng suy giảm nội tiết rất là sớm. Đây, chúng ta cần phải có những cái biện pháp để duy trì cái nội tiết của chúng ta ở giai đoạn kéo dài nhất có thể đó, đúng không ạ? Chúng ta đã hiểu cái nguyên nhân vì sao mà khi nội tiết của chúng ta suy giảm thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề khô âm đạo rồi, đúng không ạ? Rồi, thì cái sản phẩm công dụng chính của tinh dầu hoa anh thảo, nó sẽ giúp cho các cái vấn đề như là giảm bốc hỏa như hoa rồi, các vấn đề về triệu chứng tiền mãn kinh. Ngoài ra thì còn cả các triệu chứng tiền kinh nguyệt đó, do cái vai trò là tinh dầu hoa anh thảo giúp giảm viêm và sưng đau, nó sẽ giảm cái hiện tượng căng tức ngực,
ống ngực khi mà đến kỳ kinh ấy, và giảm đau bụng kinh rất là tốt. Chính vì vậy là đây là cái công dụng không chỉ hỗ trợ cho chị em tiền mãn kinh mà còn giúp cho các cái triệu chứng của chị em gần trẻ tiền kinh nguyệt nữa. Rồi, sản phẩm thì chúng ta có thể sử dụng cho những cái vấn đề như vấn đề về cân bằng nội tiết tố hay giảm các triệu chứng kinh nguyệt, thì các bạn có thể uống 3 viên ở giai đoạn đầu, sau đó thì các bạn có thể duy trì một viên. Trong các trường hợp như để giảm các cái đau bụng kinh hay triệu chứng tiền kinh nguyệt ấy, thì chúng ta có thể uống 2 viên, sau đó 1 tháng thì chúng ta 1 đến 3 tháng tùy vào đáp ứng, người nào có đáp ứng hiệu quả thì chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn duy trì ngày 1 viên. Đó là cách dùng làm giúp làm đẹp da, giống như bạn muốn làm da mướt hơn đúng không ạ, chúng ta chỉ cần uống 1 đến 2 viên sau 1 tháng duy trì 1 viên là đủ. Da chúng ta sẽ rất là mềm mượt, vì nó còn ngoài cái việc chống lão hóa da thì tinh dầu hoa anh thảo nó còn cấp ẩm cho da rất tốt, nên da rất là mướt. Đó, chống lão hóa ngày 1 viên và hỗ trợ các vấn đề sức khỏe như bệnh viêm nhiễm hay là bệnh đau mãn tính, thì các bạn có thể duy trì 1 viên 1 ngày giai đoạn đầu, thì dùng có thể dùng 1 đến 2 viên đó, thì chúng ta cứ dùng và chúng ta sẽ cảm nhận được rõ cái hiệu quả khi mà kết hợp giữa tinh dầu hoa anh thảo và những cái sản phẩm mà sử dụng tại chỗ cho các vấn đề viêm nhiễm, ví dụ như là dung dịch vệ sinh hay là các nguyên tắc cân bằng pH chẳng hạn, thì chúng ta đều có thể phù hợp đúng không ạ. Thì trong buổi Zoom ngày hôm nay thì Phú Thái rất là vui và cũng sẽ là một đưa ra một cái chương trình khuyến mại dành riêng cho tất cả các bạn trong buổi Zoom ngày hôm nay, đó là chúng ta có thể là mua 4 sản phẩm, nó sẽ tặng 1 sản phẩm Ebosoft đúng không ạ. Chúng ta lưu ý là cái quà tặng sẽ gửi từ BDB Phú Thái cho những cái đơn hàng ở trạng thái hoàn thành nhé. Các bạn chúng ta cứ lên đơn và điền thông tin thì sẽ được nhận cái khuyến mại này, và đây là khuyến mại dành riêng cho chúng ta đúng không ạ, dành riêng chúng ta đấy, cho tất cả những ai mua 4 tặng 1. Vâng, rất rất rồi. Ai có nhu cầu là phải đặt luôn đúng không ạ? Chỉ trong ngày hôm nay thôi, trong trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thôi. Đó. Các bạn chú ý nha. Từ từ 21 giờ đến có 24 giờ thôi à. Hãy nhanh tay soạn đơn đúng không ạ? Và cái cơ chế thì Hoa cũng đã giải thích vì sao chúng ta hay bị viêm nhiễm rồi đúng không ạ? Xin nhường mẹ mic cho MC của chúng ta, và chúng ta Hoa sẽ quay lại vào cuối chương trình nào, trong các vấn đề câu hỏi giải đáp thắc mắc đúng không ạ? Em cảm ơn chị dược sĩ Kim Hoa đã cho chúng ta những cái kiến thức về cơ bản về sản phẩm Evosoft. Thấy mọi người thấy Evosoft có rất tuyệt vời không, đúng không mọi người? Vitamin E thì là giúp cho các bạn đẹp da, sáng da, và nguyên nhân tại sao mà làm cho các bạn bị khô hạn. Đấy, những cái đấy thì chị dược sĩ đã chia sẻ với chúng ta rồi. Và đặc biệt là về phần cuối chị còn đưa ra một cái flash sale rất là tuyệt vời bên nhà Phú Thái nữa không mọi người. Và các bạn hãy lên đơn nhanh chóng để có cái chương trình khuyến mại đặc biệt cao như thế. Và sau khi lên đơn thì các bạn hãy nhớ là điền link form nhá. Và link form này thì sau khi mà đơn hoàn thành thì quà của bên Phú Thái sẽ chuyển về sau cho các bạn. Và để tiếp nối thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn cái chương trình khuyến mại của bên Bizina trong cái buổi tối ngày hôm nay, để cho các bạn nhanh chóng để mà có cặp đôi vừa Bizina vừa Evosoft. Và tại sao khi dùng Evosoft và sau đó là dùng cả Bizina nữa thì các bạn sẽ thấy tuyệt vời như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ cái khuyến mại của ngày hôm nay nha mọi người. Các bạn đã nhìn thấy màn hình của mình chưa? Ngoài chương trình khuyến mại mà của trên app Robby đang được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 6 thì các bạn vẫn được áp dụng bình thường. Tuy nhiên, từ 8 giờ tối ngày hôm nay cho đến 23 giờ 59 phút ngày 7 tháng 6, nghĩa là đến đêm ngày mai đấy, thì các bạn lên đơn combo sạch thơm khít ướt là một chai dung dịch vệ sinh 150 ml cộng với lại một set tối ưu 18 viên đặc, trị giá là 1.678.000, thì các bạn sẽ được gì? Quà tặng của các bạn ngoài cái chương trình trên app đang được áp dụng nha, là các bạn còn được thêm một combo quà tặng nữa. Combo quà tặng của chúng ta sẽ bao gồm hai chai tắm bé 50 ml. Thực ra cái tắm bé Bizina này tuyệt vời cực kỳ, nó có cái mùi thơm của dầu dừa nhưng nó lại không hề nồng mà nó rất là thơm dịu, và khi mà nước đã xối vào rồi thì bọt lại
trôi đi rất là nhanh và lưu lại cái mềm mịn ở trên da rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì còn được thêm 20 gói dung dịch vệ sinh 5ml nữa. Và dung dịch vệ sinh này thì đây là một cái tuyệt vời nhất trong cái mùa hè này mà mình thấy được ấy, là khi mà mình đi làm này, kể cả ở văn phòng có mất điện hay đi đâu có mất điện đi chăng nữa mà cảm thấy khó chịu thì các bạn cứ mang vào nhà vệ sinh và cái gói gel dung dịch vệ sinh này thì sẽ giúp các bạn giải quyết hạ nhiệt ngay lập tức luôn đấy các bạn. Rất là tuyệt vời đúng không? Cái plus sale cao như thế này, thế nên là mọi người hãy nhanh chóng gửi cái đường link Zoom này đến cho mọi người, đến cho đồng đội, đến cho đội nhóm của mình để mọi người kéo nhau vào cái Zoom của mình càng ngày càng đông hơn đúng không? Bởi vì chúng ta bây giờ cũng đã khá là đông rồi đấy. Và đặc biệt là cuối buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ có vòng quay may mắn. Và vòng quay may mắn sẽ dành cho bốn người mà các bạn được may mắn nhất, được gọi tên, được vũ trụ gọi tên và ở lại với Zoom của chúng ta đến cuối cùng. Phần quà cực kỳ lớn và có giá trị dưới 1 tỷ đồng. Hãy nhớ nghe Nhung nói nha. Và sau chị Kim Hoa thì chúng ta sẽ được gặp chị giám đốc kinh doanh của nhãn hàng Pizina. Chị là chuyên gia về sức khỏe sinh lý, là thành viên Hội Y học giới tính quốc tế nên chia sẻ kiến thức về phụ khoa dưới góc nhìn của chuyên gia sinh lý và giải pháp hỗ trợ bằng sản phẩm dung dịch vệ sinh và viên đặt phụ khoa Pizina. Và mình được biết rằng là chị Jenny Lena, chị bị đau họng này, chị bị hơi xước cái màng amidan nữa, thế nên là mấy hôm vừa rồi thì chị cũng có than thở thấy đăng lên là nút còn thấy khó, thế nên là các bạn hãy dành cho chị Jenny những tràng pháo tim, pháo hoa để chị có thể năng lượng để chia sẻ cho chúng ta những cái giá trị tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi người hãy thả tim thả hoa để chị lên nhá. Vâng, xin cảm ơn Nhung và xin chào tất cả anh chị em đang có mặt ở tại cái buổi Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Và cho La hỏi là không biết là ở trong Zoom của chúng ta với một cái chương trình kết hợp giữa hai nhà BTP cực kỳ tuyệt vời. Lần đầu tiên được kết hợp với nhà BTP Phú Thái với một cái sản phẩm EphoSoap mà sau khi mà nghe dược sĩ Kim Hoa có chia sẻ thì mình thấy đây đúng thực sự là một cái mối nhân duyên mà lẽ ra là phải kết hợp với nhau được từ rất lâu rồi. Mọi người ở đây có ai là biết La rồi cho La xin số 1 ạ? Ai đã từng biết La rồi cho La xin số 1 ạ? Có người không biết mình không ạ? Rất nhiều có số 1. Đây là một cái niềm tự hào. Bây giờ sau một năm mà mình làm việc ở tại Droppy thì chúng ta đã có rất là nhiều cái mối nhân duyên với nhau và bây giờ trở thành một cái tình chị em đúng không ạ? Trước khi mà bắt đầu vào một cái nội dung chính thì cho La hỏi là ở trong này chị em nào, anh em nào chúng ta đã kết hôn rồi thì comment tôi giúp La. Chúng ta đã kết hôn rồi comment tôi ạ. Nào, La rất là muốn biết. La rất muốn biết ai chưa kết hôn thì chưa, comment chưa. Ai kết hôn rồi comment tôi. Rất nhiều người đã kết hôn rồi đúng không ạ? Ồ, đều kết hôn rồi. Đều kết hôn, đều đã có gia đình đúng không ạ? Đều đã có gia đình. Vậy thì tiếp tục cho La hỏi một câu nữa. Cho La hỏi một câu nữa. Các anh chị comment xuống giúp La số năm mà các anh chị đã kết hôn cho đến thời điểm bây giờ. Là số năm mà chúng ta đã kết hôn cho tới thời điểm bây giờ ạ. Là bao nhiêu năm? 1 năm, 10 năm, 5 năm, 11 năm, 12 năm, 15 năm. Ok, ok. 1 năm, 3 năm. Tất cả những cái mối quan hệ, những cái cuộc hôn nhân mà đang còn 1-2 năm thì tình cảm nó còn nồng cháy lắm, đúng không ạ? Còn đang rất nồng cháy và cảm giác là đang chưa có vấn đề gì cả. Nhưng bắt đầu sang đến cái giai đoạn thực sự của một cái cuộc hôn nhân bắt đầu là gì ạ? Là sau khi chúng ta có thành viên mới. Mọi người công nhận với La điều này không ạ? Khi cuộc hôn nhân chỉ thực sự bắt đầu khi một em bé ra đời, khi chúng ta có thành viên mới trong gia đình là giai đoạn vỡ mật. Đúng không? Thì lúc này đấy là gì ạ? Lúc này cái vấn đề của nội tiết tố bắt đầu nó nảy sinh. Kể cả chúng ta đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì sau khi sinh con xong là cái nội tiết tố nó cũng bị suy giảm. Lúc này thì cơ thể của chúng ta không tiết ra estrogen nữa mà tiết ra prolactin đúng không ạ? Là lúc này chúng ta sẽ thực hiện cái thiên chức làm mẹ cho con bú và những cái vấn đề bắt đầu nảy sinh ra, vấn đề về khô hạn, vấn đề về trầm cảm sau sinh. Đúng không ạ? Tất cả những cái thứ này nó đều liên quan về vấn đề nội tiết mà đôi khi
đôi khi chúng ta lại bị lầm tưởng sang là gì? Là mình chăm con vất vả quá. Mình sinh con xong rồi trông mình như một cái tảng thịt nhăn nheo nằm ở trên giường, cho nên là chồng mình không thương mình nữa. Đúng không ạ? Có chị nào mà nhớ lại đi ạ? Các chị nào mà con đã lớn rồi, chúng mình thử nhớ lại xem là đã bao giờ chúng ta có cái cảm giác đấy không ạ? Chúng ta có cái cảm giác tủi thân không ạ? Tủi thân khi mà chúng ta sinh con xong, một mình ngồi ôm con thế này tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Hay là có ai đến hỏi han một câu gì thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đúng không ạ? Là dù em chăm con có khổ không? Thì tự nhiên là nước mắt chảy ra. Đúng không ạ? Bình thường có kiên cường mạnh mẽ đến bao nhiêu đi chăng nữa. Hay là một ngày ăn ôm con mà nói bập bập. Lỡ chẳng may phải một cái ngày mà trẻ con nó dưới 2 tuổi thì nó hay ốm hay đau. Đúng không ạ? Trẻ con dưới 2 tuổi hay ốm hay đau. Xong rồi cả đêm nằm ôm con như thế, đến chiều về chồng đi làm về, mà chồng chỉ cần nó đưa con đây anh ôm, sao đưa con anh đây anh bế cho, xong rồi chồng nó ôm cho một cái thôi, thì tự nhiên nước mắt chảy ra. Có mọi người? Có không ạ? Đã bao giờ như thế chưa? Có comment có ạ. Ngồi nước mắt chảy ra mà cả đêm bồng con khóc đúng không ạ? Thì những thứ này nó một phần là cũng do lúc đấy chúng ta là bị suy giảm nội tiết tố. Và bây giờ những chị em nào mà chúng ta đã kết hôn lâu rồi, những chị em nào chúng ta đã dừng sinh con lâu rồi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ với xã hội rồi, thì tự nhiên đến một ngày cái cảm giác đấy nó lại quay trở lại. Cái cảm giác đấy lại quay trở lại. Tự nhiên thấy buồn. Tự nhiên chả có chuyện gì cả. Tự nhiên cứ như xuân diệu ấy. Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, ta thích là ta buồn à? Mình thích là mình cáu à? Có không mọi người? Có không? Tự nhiên vẫn con vẫn đi học, chồng vẫn đi làm, vẫn về đúng giờ, ngoan ngoãn, cơm nước vẫn đầy đủ, nhưng tự nhiên thấy cái mặt thấy đáng ghét. Tự nhiên thấy cái mặt đáng ghét, đúng không? Đúng không ạ? Thì đấy chính là gì ạ? Là cái tình trạng của tiền mãn kinh và cái mất cân bằng nội tiết tố. Nó quay trở lại, nó y hệt như cái lúc mà chúng ta sinh con xong. Đúng không ạ? Ta buồn, không hiểu vì sao ta buồn. Cáu lên vô cớ. Thế cho nên mới nói rằng là gì? Là nội tiết là một thứ cực kỳ quan trọng đối với người đàn bà. Và cái hệ trục nội tiết của chúng ta thì nó được điều khiển. Được điều khiển bởi bộ não nha mọi người. Điều khiển bởi bộ não. Nó có một cái tuyến ở trên não, nó gọi là tuyến tùng. Tuyến tùng nó đánh tín hiệu xuống tuyến yên. Và tuyến yên là nơi để phát ra tín hiệu rằng ông tuyến giáp, ông tiết ra cho tôi cái này. Ông tuyến ức, ông tiết ra cho tôi cái kia. Đúng không ạ? Xong rồi đến là gì ạ? Tuyến tụy, ông tiết ra cho tôi cái nọ. Rồi buồng trứng, rồi tinh hoàn, tất cả mọi thứ đấy. Thì cái vấn đề của hệ thần kinh là nó liên quan về cái cảm xúc của chúng ta khi chúng ta cảm nhận được tất cả những cái sự vật, những con người, những cái vấn đề nó xảy đến với mình. Nhưng cái trục nội tiết, cái nội tiết của mình thì nó lại là tiết ra tất cả các loại hormone để nó điều khiển lại cả cái cơ thể của mình, và nó liên quan cả về vấn đề miễn dịch. Ngày hôm nay là mới đọc được một cái thông tin, đấy chính là những chị em nào mà chúng ta khó khăn trong vấn đề quan hệ sinh hoạt vợ chồng, nó sẽ cũng có thể khiến cho mình bị suy giảm hệ miễn dịch. Điều này tin được không? Có bao nhiêu người tin là cái người phụ nữ ở bên cạnh mình, cứ thử nhìn nhá, bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại xem là kiểu gì đàn bà cũng sẽ có chơi cùng với 2-3 bà khác, tối thiểu là 2-3 bà, không phải phải mấy chục bà. Đúng không ạ? Bà nào mà khỏe đi buôn thì phải mấy chục bà. Thì những cái người nào mà chúng ta nhìn là chúng ta thấy nếu như được chồng yêu, có một gia đình hạnh phúc, đúng không ạ? Cuộc sống hòa hợp, nhìn tự nhiên trẻ, lúc nào hơn hớn, đúng không ạ? Có cần mỹ phẩm không? Rất ít. Cứ là nay đi du lịch chỗ này, mai đi du lịch chỗ kia, xong rồi đi đâu cái là kể chồng em thế này, chồng em thế nọ, cưng chiều, thì tự nhiên nhìn rất trẻ trung. Đúng không ạ? Hơi phới ra đây ạ. Ngày xưa các cụ nói là gì ạ? Là hoa lài cắm bãi cất trâu đấy, đúng không ạ? Tự nhiên nó tươi. Còn cái chị nào, có một người bạn nào đấy mà chúng ta thấy rằng cái mặt lúc nào cau, đúng không ạ? Nhìn lúc nào cũng cau ở như này, đụng cái cáu, đúng không ạ? Thì đấy là cái người gì? Về đến nhà là gia đình cũng không hạnh phúc. Thì cái câu chuyện là gì? Một cái mối quan hệ hôn nhân bền vững, nó liên quan đến sức khỏe của người phụ nữ, và sức khỏe của người phụ nữ lại liên quan đến một mối quan hệ gia đình bền vững. Đây là một cái mối quan hệ nó khăng khít với nhau. Nó là một mối quan hệ liên quan lẫn nhau, và chúng ta cần phải cân bằng về cái việc đấy. Đấy chính là lý do vì sao mà La luôn nói là gì ạ? Đàn bà, chúng ta cần quan tâm đến hai thứ là nội tâm và nội tiết. Khi nội tâm của chúng ta tốt
nội tiết chúng ta sẽ tốt. Khi nội tiết của chúng ta tốt, nội tâm của chúng ta sẽ tốt. Và hai cái nó sẽ cùng xuống, hai cái nó sẽ cùng lên. Vậy thì cái gì là cái chúng ta có thể kiểm soát được ạ? Cái gì là cái chúng ta có thể kiểm soát được mọi người? Comment xuống giúp là. Chúng ta có kiểm soát được cảm xúc của mình không ạ? Chúng ta có kiểm soát được không ạ? Giận hờn vô cớ, cáu gắt vô cớ, buồn vô cớ, tự nhiên nó thế. Có kiểm soát được không ạ? Ông chồng tự nhiên bảo anh hôm nay về ăn cơm nhé. Xong đến 5 giờ chiều không thấy mặt đâu, 6 giờ không thấy mặt đâu, 7 giờ không thấy mặt đâu. Alo, tắt máy. Lên cơn điên đúng không? Lên cơn điên ngay lập tức. Thì đấy chính là gì ạ? Đôi khi những cái cảm xúc của chúng ta bị phụ thuộc vào những thứ nó nằm ở bên ngoài. Những thứ nằm bên ngoài. Sáng ra xinh đẹp lắm, đánh răng rửa mặt xong, trang điểm tô một cái màu son mới rất là xinh, rồi mặc một bộ váy mới, xịt một cái chai nước hoa mới, đến hơi phơi phới đi làm, tự nhiên phải một ngày đẹp trời, ông sếp ông vẫy vào cái ông chửi cho, vuốt mặt không kịp. Thế là tự nhiên bao nhiêu cảm xúc tụt hết, đúng không ạ? Thì những cái thứ gì nó là thuộc về bên ngoài, mình không kiểm soát được, thì đôi khi chúng ta lại nghĩ rằng là cái bất hạnh của cuộc đời của mình lại là do người khác đem lại. Có không mọi người? Có không ạ? Chúng ta có bao giờ cảm thấy thế không ạ? Có bao giờ cảm thấy là tại sao tôi hết lòng như thế này, tôi hy sinh đủ các thứ, nhưng mà rồi cuối cùng thì tôi lại phải chịu những cái thứ như vậy, người ta lại đối xử với tôi như vậy. Có ai có cái cảm xúc này không? Đánh tôi xuống cho la. Chúng ta càng tương tác nhiều là bà la càng lên đồng nào. Tất cả những cái gì mà nó nằm ở bên ngoài, mình không kiểm soát được, thì mặc kệ nó. Ok không ạ? Làm một viên Makeno. Một viên Makeno là xong. Nhưng cái gì là cái thứ chúng ta kiểm soát được ạ? Cái gì là thứ chúng ta kiểm soát được? Đấy chính là sức khỏe về mặt nội tiết của mình, sức khỏe về sinh lý của mình. Đúng không ạ? Mình hoàn toàn có thể kiểm soát được. Vì khi mà chúng ta hiểu được rằng cái cảm xúc của mình, cái nội tâm của mình hoàn toàn có thể được cân bằng lại khi chúng ta cân bằng được nội tiết. Và khi chúng ta đang vui vẻ rồi thì tất cả thế giới xung quanh nó có vui lên không ạ? Chúng ta đang là cái đôi mắt của mình, nó đang là một cái máy phát phim, đúng không ạ? Nếu như hôm nay mình buồn, mình nhìn cái gì nó cũng buồn. Hôm nay mình vui, mình nhìn thấy cái gì nó cũng vui. Đúng không mọi người? Chuẩn xác không? Vậy thì nếu muốn cuộc sống của mình vui hơn, nếu muốn cái cuộc sống hôn nhân của mình nó được bền vững, nó được hạnh phúc và nó được làm ấm nóng lên, thì mình sẽ phải làm ấm mình trước. Đúng không ạ? Mình sẽ phải làm ấm mình lên trước. Thế thì làm thế nào để có thể làm ấm nóng bản thân mình lên trước? Làm thế nào ạ? Làm thế nào để ấm nóng mình lên trước ạ? Mọi người vừa nghe có bạn đầu tiên đúng không ạ? Có một bạn ấy chia sẻ một cô gái rất trẻ, xinh đẹp. Chỉ rất đơn giản, nhìn thì không thể nào biết được là người đàn bà này có thực sự hạnh phúc hay không, mà phải nói chuyện một lúc, nhìn vào đôi mắt tự nhiên thấy xa xăm, buồn, vu vơ thì mới phát hiện ra. Chứ còn nếu mà nhìn thoáng qua không ai có thể biết được. Bởi vì người đàn bà ấy là hay lắm, chúng ta có rất nhiều vai cần phải đóng trong vòng một ngày. Một ngày chúng ta vừa phải đóng vai vợ, vừa phải đóng vai con, vừa phải đóng vai chị, vừa phải đóng vai em, vừa phải đóng vai nhân viên, vừa phải đóng vai sếp, vừa phải đóng vai rất rất nhiều người. Chính vì thế cho nên đôi khi là chúng ta quên mất, khi chúng ta gần gũi chồng mình, chúng ta lại phải đóng vai một người gì ạ? Một người, ôi anh ơi em sướng quá đúng không ạ? Nhưng thực tế ra là chúng ta không có cái cảm giác đấy nữa. Thì đấy chính là các cái lo toan mà chúng ta mang cả vào trong phòng ngủ. Vậy thì chúng ta phải giải quyết cái vấn đề này nó như thế nào? Phải giải quyết vấn đề này nó như thế nào? Bao nhiêu người trong số các anh chị đang ở trong cái Zoom này đã từng sử dụng Pizina cho La Xin một trái tim? Đã từng dùng Pizina cho La Xin một trái tim, dùng viên đặc nhé. Dung dịch vệ sinh chưa nói, dùng viên đặc nhé. Nào, La đang ngồi xem bao nhiêu team sẽ được hiện lên, hơn 100 con người, hơn 100 anh chị em ở đây. Nếu như ở trong này có các anh nam thì bao nhiêu người đã được hưởng thụ, đã được hưởng sản phẩm Pizina. Rất nhiều trái tim đã hiện ra đó ạ, rất nhiều trái tim đã hiện lên. Người ta nói thế này ạ, nhà sạch thì mát, bát sạch thì mới ngon cơm. Chị em nào, không có một chị em nào là muốn mình xấu xí cả. Không có một người đàn bà nào muốn là mình già nua. Không có một người đàn bà nào muốn mình cắm cẩu hết. Đúng không ạ? Chúng ta không mong muốn cái điều đấy.
Nhưng đôi khi chúng ta không kiểm soát được. Có những người nghĩ rằng là ôi dồi ôi, em thay đổi, tư duy em thay đổi, con người em thay đổi, bao nhiêu năm anh sống với em, ngày xưa em có thế đâu, tại sao bây giờ em như thế này. Chúng ta đã từng bị trách móc như vậy không ạ? Nhưng có những cái nếu như người ta thực sự hiểu về đàn bà thì sẽ thấy rằng là cái nội tiết của chúng ta nó cứ lên lên xuống xuống như này, lên lên xuống xuống như một cái hình sin. Và đến sau độ tuổi 40 thì nội tiết bắt đầu tụt dốc đi xuống, và cái việc tụt dốc đấy nó làm cho chúng ta mất hoàn toàn cái kiểm soát về mặt cảm xúc của mình vì suy giảm nội tiết tố và mất cân bằng nội tiết tố. Điều này là điều cực kỳ quan trọng. Vậy thì làm thế nào để có thể xử lý được cái câu chuyện là để đẩy được cái nội tiết tố lên? Thì vừa rồi là chúng ta đầu giờ chúng ta đã thấy là gì ạ? Là dược sĩ Kim Hoa đã nói về câu chuyện là chúng ta có những cái thói quen, có những cái liên quan đến niềm tin, có những cái liên quan đến thói quen. Chúng ta có một niềm tin rằng là ở thôi cái chỗ đấy nó là khu vệ sinh gần khu giải trí thì chắc là nó cũng phải có tí mùi. Đúng không ạ? Mà bây giờ hình dung đi, nếu như mà ông chồng của mình có hôi một tí thì mình có mắng không? Anh đi tắm đi, khiếp, kinh tởm, đúng không ạ? Có không ạ? Nhưng nếu như mà bản thân mình thì có rất nhiều chị em nha, có rất nhiều chị em chúng ta không tự ngửi được cái mùi của mình. Đấy là lý do vì sao mà có rất là nhiều khách hàng mà bản thân La là người kinh doanh và bản thân La cũng là best seller hàng tháng, luôn luôn nằm trong top best seller hàng tháng của Pizina, thì luôn luôn nói hỏi khách hàng là đã bao giờ thử một lần cầm cái quần lót của mình lên ngửi thử chưa? Sau khi một buổi một ngày đi làm về đã bao giờ cầm lên để ngửi thử chưa? Thì sẽ thấy được rằng là kể cả là lúc mà đã rửa xong rồi, có rất nhiều chị em kiên quyết lắm, ôi không, cái chỗ đấy là cái chỗ nó nhạy cảm, cho nên là không có dùng cái gì, không đốt cái gì vào, cũng không có bôi, không có chai, rửa bằng cái gì, chỉ rửa bằng nước không thôi. Thế thì bây giờ là gì? Ok, mình bảo là bây giờ giữ cái niềm tin đấy nhá, bây giờ chị vào chị rửa bằng nước không cho em? Chị rửa bằng nước. Sau đấy thì nếu như mà có vẫn còn đang chưa, gọi là chưa triệt hết cái vùng Amazon đi chẳng hạn, lấy cái tay chà 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 lên cái phần lông mu, đưa lên mũi ngửi, thì sẽ thấy rằng là gì ạ? Cái mùi đấy nó như thế nào. Và nếu mà những ai mà đang có ở trong nhà của mình một chai Pizina, rửa xong cái dung dịch vệ sinh đấy cũng là một động tác y chang như vậy, thì chúng ta ngửi thấy mùi gì? Đây là một cái, nó gọi là một cái thí nghiệm về trực quan hay nhất dành cho Pizina. Chưa nói đến chuyện là kháng viêm, chưa nói đến chuyện độ pH. Tất nhiên tất cả những cái tiêu chuẩn dành cho dung dịch vệ sinh phụ nữ thì cái đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn về độ pH. Chúng ta phải nhìn thấy ở trên bao bì của cái chai dung dịch vệ sinh đấy được ghi rõ là độ pH từ bao nhiêu mọi người ơi? Độ pH từ bao nhiêu ạ? Độ pH của dung dịch vệ sinh chúng ta chọn tiêu chuẩn là bao nhiêu? Mọi người comment xuống giúp La nào. Mọi người comment xuống giúp La nào. 3.8 đến 4.5. Có bao nhiêu nào? Có không? 3.8 đến 4.5. Trời, đúng rồi, đúng luôn. Mọi người nhớ giúp La nhá. Cái thông tin này cần phải được lan tỏa đến cực kỳ nhiều các chị em, tất cả những người. La luôn nói là gì? Bạn dùng dung dịch vệ sinh gì cũng được, cái gì cũng được, nhưng phải nhớ rằng là độ pH luôn luôn là 3.8 đến 4.5. Khi đi mua một chai dung dịch vệ sinh, cầm cái chai lên nhìn xem nó có hay không, nó có ghi là 3.8 đến 4.5 hay không. Nếu chúng ta vào siêu thị chúng ta mua một dàn ra trước mặt thì phải nhìn xem nó có phải là 3.8 đến 4.5 hay không. Lý do vì sao? Lý do là cái độ pH này là độ pH chuẩn dành cho cô bé và nó sẽ giúp cho cái hệ khuẩn tốt của chúng ta được sinh sôi. Giống như là bây giờ mùa hè mà đang nóng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ rất dễ bị sốc nhiệt. Nhưng nếu mà chúng ta có điện và chúng ta có điều hòa thì tức là gì? Cái nhiệt độ đấy nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái thì chúng ta mới khỏe mạnh được, đúng không ạ? Thì cái độ pH ở bên trong của cô bé của chúng ta là giúp cho cái hệ khuẩn ở bên trong cô bé của chúng ta là nó sẽ được sinh sôi và nó sẽ giúp cho cái cân bằng giữa vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu, đúng không ạ? Đây là một cái thông tin thứ nhất đối với cái sản phẩm của dung dịch vệ sinh Pizina. Và thật ra thì có một cái USP của Pizina mà mình cảm thấy rất thích, đấy chính là nó có cái thành phần niacinamide ở trong cái chai dung dịch vệ sinh. Cái thành phần niacinamide này nó giúp cho cái làn da của mình nó sáng lên. Mọi người đã bao giờ, nếu mà mọi người rất là chú ý về chăm sóc da đúng không ạ, thì mọi người sẽ thấy là
Người ta nói rất nhiều đến cái thành phần là niacinamide, nó làm cho da mịn màng và sáng hơn, đúng không ạ? Thì cái phần ở dưới cô bé của chúng ta cũng là da, cũng là niêm mạc. Tại sao mình cứ chăm cái da trên không mà mình không chăm cái ở bên dưới, đúng không ạ? Nó có nhăn được không ạ? Bình thường nó nhăn được bình thường, nó có khô được không ạ? Khô bình thường luôn. Bây giờ nếu như mà chúng ta rửa một cái chai dung dịch vệ, một cái chai sữa rửa mặt, xong cái mặt mình nó khô đét thì mình có cảm thấy khó chịu không ạ? Mọi người đã bao giờ rửa một chai sữa rửa mặt sạch sâu và nó làm cho cái pH ở trên da, nó làm cho cái da rửa xong cái tự nhiên thấy da nó căng lên, xong nó khô khô khô. Có mọi người, có không ạ? Thì một cái chai dung dịch vệ sinh mà với một cái độ pH là không chuẩn, được ạ? Và nó chứa quá nhiều cồn, nó có quá nhiều hương liệu, thậm chí nó có thể gây kích ứng. Thì dung dịch vệ sinh Pizina nó sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn dành cho cái cô bé của chúng ta. Thế thì nó giải quyết được vấn đề gì? Giải quyết được vấn đề là ôi, tại sao mà chị ra và ra ngoài ngoài kia chị mua chai dung dịch vệ sinh có mấy chục ngàn mà tại sao em lại bán tận hơn 300.000? Chị đã bao giờ gặp phải cái tình huống khách hàng nói thế chưa ạ? Có không ạ? Có ai đã bao giờ khách hàng chê là cái này đắt quá không ạ? Có không ạ? Có comment có ạ? Có comment có ạ? Có đúng không ạ? Rất nhiều có, cao có bắt đầu nổi lên rất nhiều. Thì bây giờ nha, mọi người nhớ giúp La này, mọi người nhớ giúp La này. Một sản phẩm đắt là một sản phẩm không được việc. Còn một sản phẩm được việc ấy, khi mà nó được việc ấy, nó đáp ứng được cái nhu cầu, nó giải quyết được nhu cầu cho người ta ấy, thì không có cái gì là đắt cả. Đúng không ạ? Thế bây giờ mình sẽ nói với người ta như này, chị có thể dùng các cái sản phẩm ở bên ngoài nhưng nó sẽ không giúp cho chị chống được cái viêm nhiễm. Lý do là vì, đúng không ạ? Đây có thể là trở thành một cái comment, cái bài post ở trên Facebook cho mọi người luôn nha. Một bài post ở trên Facebook cho mọi người luôn nha. À, đừng dùng những sản phẩm hoặc là gì? Nếu như các chị đang dùng dung dịch vệ sinh mà cảm thấy bị khô, ha, cảm thấy bị khô, thì hãy dừng lại. Hãy dừng lại. Lý do là bởi vì 1, 2, 3, 4, 5 không cần phải nói đến Pizina. Được chưa ạ? Không cần phải nói đến Pizina, trao giá trị. Được không ạ? Bây giờ là gì? Nếu như các chị đang dùng dung dịch vệ sinh mà cảm thấy những thứ sau thì nên dừng lại. Thì nên cân nhắc đến việc đổi dung dịch vệ sinh đi. Thế là xong. Không cần phải nói là à, em có một chai dung dịch vệ sinh này, nó thích lắm, nó tốt lắm. Đấy chính là cách bán hàng nha mọi người. Content bán hàng không cần phải đi vào trực diện mà hãy trao giá trị cho người ta. Rồi, đến một cái thứ hai. Nói đến câu chuyện viêm nhiễm. Cái chai dung dịch vệ sinh này, à, cái lý do đầu tiên là cái hiện tượng viêm nhiễm thì như dược sĩ Kim Hoa trong đầu giờ đã nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà Lam muốn nói thêm một cái nữa là về cái vấn đề của cái hiện tượng là viêm xong tái viêm nó xảy ra. Cái nguyên nhân có thể là gì? Là từ suy giảm nội tiết tố, nguyên nhân có thể là từ cái câu chuyện chăm sóc. Thế nhưng hầu hết thì nó lại diễn ra từ chính thói quen của chúng ta. Nó chính cái thói quen, chính cái niềm tin của mình. Mình cảm thấy là mình không có, mình không thể nào, mình gọi là mình không quan tâm, mình không thay đổi được cái chuyện đấy. Thứ nhất là cái thói quen gì ạ? Có rất nhiều chị em là sử dụng viên đặt điều trị để đặt vào cái ngày cuối cùng của kỳ kinh. Bởi vì khi mà độ tuổi chúng ta càng cao lên thì cái gọi là cái vấn đề về rong kinh, cái vấn đề về rong kinh nó sẽ xảy ra nhiều hơn, đúng không ạ? Cái kỳ kinh có thể ngắn lại nhưng mà cái rong kinh nó làm chúng ta rất khó chịu. Mọi người có đồng ý với là chuyện này không ạ? Khách của chúng ta có rong kinh nhiều không ạ? Chị em chúng ta đã từng đã bị rong kinh như thế chưa ạ? Rong kinh nhiều kinh khủng. Và những cái ngày cuối là những ngày cực kỳ khó chịu. Tưởng hết rồi xong lại còn, tưởng hết rồi xong lại còn. Nó có cáu không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Thì rất nhiều cách, là rất là nhiều người, rất nhiều chị em là đang tìm đến một cái giải pháp là gì? Đi xuống dưới hiệu thuốc, mua lấy mấy vài cái viên đặt. Thế xong rồi là đút vào một phát thì tự nhiên thấy nó tống ra hết. Thế thì tại sao nó lại xảy ra cái tình trạng như thế? Bởi vì là chúng ta dỉ tai nhau và chúng ta tin rằng người ta không biết rằng đang có những cái viên đặt có thể đặt vào cái lúc đấy. Ví dụ như Pizina là có cái khả năng tống thải cực tốt khi mà đặt cái viên đặt này vào một ngày cuối cùng của kỳ kinh. Thì nó sẽ giúp cho tống hết tất cả những cái cặn dư thừa ra. Và lý do vì sao chúng ta răng cái rong kinh là bởi vì cái cơ âm đạo của chúng ta lúc này là nó đã bị yếu đi rồi. Cái cơ mà mình hàng ngày mình không luyện tập ấy,
Mọi người thấy không ạ? Cái cơ tay, cơ chân mà mình không luyện tập thì sờ vào nó đâu có thấy cơ nó đâu. Đúng không? Thì cái chỗ cô bé của chúng ta nó cũng là cơ. Đấy. Và cái nỗi đau của khách đầu tiên đấy chính là cái nỗi đau là gì ạ? Là ui, rong kinh là một. Thứ hai là sao? Đau bụng kinh là hai. Thứ ba là gì ạ? Là da khí hư nhiều. Đúng không ạ? Thì cái viên đặt của Pizina nó giải quyết hết tất cả những đấy. Thì tất cả những chị em nào là La luôn nói là gì? Giữ sạch sẽ. Thì chỉ cần 3 viên đầu tiên của Pizina đặt 3 ngày đầu thôi là nó tống thải ra hết. Xong rồi tự nhiên thấy nó thông thoáng. Mọi người có mong muốn đến cái chuyện là chúng ta đi làm về cả ngày xong cái quần cởi ra cho vào trong cái chậu giặt của mình là nhìn cái đũng quần nó vẫn còn khô không ạ? Nó không có màu, không có gì, nó không có biến hình luôn. Nó không trở thành một cái đũng quần khác. Có mọi người? Có không ạ? La thường xuyên la bán cho khách là gì? Họ toàn hỏi là thế đi làm về thì trông cái đũng quần slip trông nó như thế nào? Đấy, nếu như mà là có khách tư vấn. Còn nếu như mình khó để mình mở lời trong những cái chuyện như thế thì chúng ta có thể bắt đầu với khách hàng bằng gì ạ? Bằng cách hỏi về vấn đề là dạo này gia đình công việc thế nào, đúng không ạ? Chúng ta thường xuyên hỏi công việc thế nào, con cái ra sao và gia đình như thế nào. Thế nhưng để mà đi tư vấn sâu hơn thì bắt đầu là gì? Đi từ thói quen. Thứ nhất là thói quen để sử dụng quần lót. Thứ hai là cho La hỏi ở đây chúng ta còn ai đang giặt quần lót chung với những cái đồ của con không ạ? Nếu như mà anh chị em đang có con gái thì là có một lời khuyên chân thành. Vì sao mà các bé gái nhỏ bây giờ các bạn ấy cũng có khả năng bị viêm và có rất nhiều trường hợp là bị viêm từ mẹ sang mà người mẹ không hề biết. Tức là gì ạ? Người mẹ có bị nấm hoặc là có bị nhiễm các cái loại vi khuẩn, nhưng khi mà chúng ta đi làm về, chúng ta thay quần áo ra, chúng ta lại giặt chung cái đồ đấy với đồ của con thì nó cũng có thể là lây sang cho con. Đấy, đấy là lý do vì sao mà các bé là gì? Cũng hoàn toàn có thể bị viêm nhiễm. Và khi mà các con bị viêm nhiễm thì lúc này chỉ có thể dùng cái chai dung dịch vệ sinh, bởi vì không thể đút cái gì vào bên trong của các bé được nữa. Ok không ạ? Rồi cái vấn đề viêm nhiễm tái đi tái lại lại là một cái thói quen nữa là gì? Có một thói quen nữa là gì ạ? Mọi người có biết không ạ? Đấy chính là gì? Không đi khám và tự ý xuống hiệu thuốc để mua thuốc đặt. Mua thuốc đặt xong thì là gì ạ? Kháng sinh bao giờ cứ dùng độ khoảng 3 ngày thôi là thấy nó sạch bong 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 ra rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà lại thấy ôi bác sĩ dặn là đặt toàn 12 viên, đặt rồi 10 viên, 12 viên, có lần là 14 viên. Đúng không ạ? Mà đặt kháng sinh thì phải kiêng quan hệ. Bây giờ nếu mà mỗi một tháng, cứ hình dung đi, mỗi một tháng mà bị viêm một lần, xong rồi kiêng quan hệ 14 ngày, thêm 7 ngày kinh nữa, thế là thôi, vui chơi được mấy ngày, thêm 7 ngày, 3, 5 ngày ông chồng đi đá bóng, ông chồng đi nhậu nữa, rồi anh đi công tác nữa, thế là thôi, sống với nhau thành tình đồng chí à? Đúng không ạ? Có không ạ? Đấy, có những bạn là 9 tuổi bị bệnh phụ khoa. Thế thì viêm phụ khoa như thế thì em đầu tiên em phải cho con đi khám bác sĩ. Sau đấy thì em cho con sử dụng dung dịch vệ sinh Pizina để bảo vệ cho con. Thì con nó sẽ không có gặp lại cái tình trạng đấy nữa. Và em cho con uống thêm lợi khuẩn thì lại rất là tốt nha. Rồi, đó. Cho nên là cái câu chuyện của một làm sao để giữ duy trì một cái mối quan hệ bền vững thôi. Ai cũng mong muốn có được hạnh phúc, ai cũng mong muốn về nhà chồng con vui vẻ. Thế thì mình bảo là bây giờ mà em đi bán mấy cái sản phẩm sinh lý với cả nội tiết này, tự nhiên em lại hỏi người ta là chị ơi chị có bị khô hạn không, chị ơi chị có bị viêm không, nó kỳ đúng không? Có hỏi được như thế không? Nó kỳ lắm. Thế thì bây giờ cái cách mà mình hỏi là gì? Là dạo này nhà nào, ở nhà nào, ông chồng nào? Hỏi như thế có ngại không ạ? Hỏi như thế có ngại không ạ? Hỏi dần dần thì sẽ bảo chứ dạo này bắt đầu kể xấu chồng. Đấy là gọi là chuyên môn của các bà vợ, bản năng của các bà vợ là rất hay kể xấu chồng. Ôi dồi ôi, lão nhà em dạo này thế nào, suốt ngày cứ một tuần thì đi đá bóng 3 buổi, ông thì xong rồi sáng thì đi 4 giờ sáng vác mặt đi chơi golf, xong rồi một tuần lại chủ nhật các thứ trả nhà với con gì cả. Sao bảo thế ông không, hai vợ chồng có đi du lịch đâu không, hay nóng này, thỉnh thoảng có làm ấm yếc lại này kia không, hay là có gì đổi mới này không? Thì khi mà hỏi như thế thì dần dần nó mới lây sang được cái chuyện kia, đúng không ạ? Nếu mà bụp vào mà hỏi cái chuyện kia một cái là người ta sẽ đóng não ngay. Đồng ý không mọi người?
Đồng ý không ạ? Thế nếu như bây giờ mà chúng ta bắt đầu một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ hỏi khách hàng như vậy, chúng ta sẽ kết nối lại với người ta như vậy. À, bây giờ nhiều người dùng viên đặt thảo mộc, hoàng sơn hoặc quả cầu cung điện hút dịch bẩn ra theo viên thảo mộc. Thật ra là như thế này, là không nói đến chuyện là các cái sản phẩm khác nó sẽ như thế nào. Thế nhưng cái vấn đề mà gọi là ở trong âm đạo của chúng ta thì cái dịch bẩn nó là cái gì ạ? Dịch bẩn là cái gì ạ? Cho La hỏi dịch bẩn ở trong âm đạo nó là cái gì ạ? Mọi người comment xuống giúp La. Nó là khí hư đúng không ạ? Nó không bao giờ nó ra được cái màng gì hết, cái cục gì, nó không ra được những thứ đấy luôn. Đúng không ạ? Thế khi mà nó chỉ là cái khí hư thôi và nó là một cái âm đạo chúng ta, nó cái cơ chế nó đã tự làm sạch rồi, nó đâu cần phải hút cái gì ra, đúng không ạ? Thì cái viên đặt piscina khi mà đặt vào trong một cái viên bằng cái hạt đậu bé tí như thế này, thì tất cả những chị em nào mà đặt viên piscina xong sẽ thấy cái vấn đề gì xảy ra. Mọi người comment xuống giúp là đặt một viên đặt piscina vào xong hôm sau thấy cái gì ạ? Hôm sau thấy gì nào? Mọi người comment giúp La nào. Hôm sau sẽ thấy gì ạ? Vì sao mà đặt viên đặt piscina là chúng ta cần phải đặt một cái băng vệ sinh hàng ngày. Chúng ta sẽ thấy gì ạ? Dịch được tống ra, đúng không ạ? Nếu như chúng ta có một cái cô bé khỏe mạnh thì cái dịch nó sẽ ra hơi vàng vàng, đúng không ạ? Nếu như mà nó còn cặn dư của những cái thứ máu hay là cặn tinh trùng hay là gì đấy, tóm lại là có cái gì ở bên trong, thì nó cũng chỉ ra gọi là những cái chấm li ti, hoặc là nó sẽ ra cái dịch nâu, đúng không ạ? Không ra bất kỳ một cái màng gì cả. Và đây là gì? Khi mà chúng ta đi khám phụ khoa thì bác sĩ đưa cái máy mà gọi là gì, soi cổ tử cung, đưa vào bên trong âm đạo thì nó cũng chỉ thấy khí hư thôi. Hoặc là gì, khí hư của chúng ta là các dạng bạc, dạng bột. Đó, thì để bác sĩ chẩn đoán xem là chúng ta đang bị viêm nhiễm ở cái mức độ nào. Và chúng ta đặt thuốc xong thì sẽ hết. Hết, nhưng bây giờ là gì? À, mỗi một lần mà bây giờ chúng ta đi chăm người ốm, mỗi một lần mà chúng ta điều trị được, người ốm được điều trị xong, thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ làm gì ạ? Cho uống thuốc bổ, đúng không mọi người? Phải cho tầm bổ lại để hồi phục, đúng không mọi người? Thì cái viên đặt piscina này chính là một viên để hồi phục. Viên hồi phục nha mọi người. Vì như vừa rồi là chúng ta hiểu được rằng là gì, khi đặt kháng sinh vào thì cái niêm mạc âm đạo sẽ bị mỏng xuống. Ở đây có rất nhiều các ống tuyến, đúng không ạ? Khi niêm mạc mỏng xuống thì dẫn đến khô. Tất cả 100% chị em sau khi điều trị viêm nhiễm xong mà quan hệ ngay lập tức thì đều cảm thấy rất khô rát. Đều cảm thấy khô rát. Nếu như còn trẻ thì cái mức độ khô rát nó sẽ ít hơn, bởi vì tại sao, nó đang dày như thế này thì nó chỉ mỏng đi một tí thôi. Còn bà nào mà trên 40 là đang mỏng như thế này rồi, xong rồi lại tiếp tục mà đặt kháng sinh vào nữa thì nó sẽ mỏng lép xuống nữa như này nữa. Và nó sẽ dẫn đến là tình trạng là khi mà cái niêm mạc âm đạo chúng ta càng mỏng thì cái đường âm đạo chúng ta nó sẽ co lên. Nó co lên như thế thì càng quan hệ càng đau. Và khi mà đã đau một lần, đau hai lần, cố chịu chồng đau ba lần, thì dần dần là cứ nhắc đến chuyện đấy là sợ, nhắc đến chuyện đấy là sợ. Thì làm cái đấy là để xả stress nè. Để vui, chúng ta làm là để sướng, chứ không phải là chúng ta là làm là để chịu đựng, đúng không ạ? Đó, thế thì khi mà chúng ta cảm thấy có cái tình trạng đấy xảy ra rồi thì mình sẽ đặt cái viên đặt piscina này vào. Thì viên đặt piscina này nó có thành phần là phytoestrogen. Phytoestrogen nó sẽ thẩm thấu tại chỗ ở cái phần niêm mạc, và ngoài ra nó còn có thêm collagen peptide. Collagen thì nó sẽ thấm ở niêm mạc âm đạo, niêm mạc nó sẽ giống như da thôi, đúng không ạ? Nó sẽ có các cái sợi elastin, nó sẽ có collagen ở bên dưới, thì nó sẽ làm cho cái niêm mạc âm đạo của mình nó dày dần lên. Và nó có cái công nghệ 3GS, là các cái công nghệ liên quan đến tế bào gốc, đúng không ạ? Nó có 3 loại protein ở trong đấy, nó sẽ giúp làm lành tất cả những cái tổn thương đã được sinh ra trong cái quá trình mà tạo ra các cái ổ viêm ở bên trong cái đường âm đạo của mình. Thế thì cái viên đặt này là nó giải quyết được ở vấn đề tại chỗ ở bên dưới, khi mà được kết hợp với một cái viên nội tiết tố mà chúng ta uống ở bên trên nữa, được không ạ? Thì nó sẽ là đánh toàn bộ, tổng tấn công cả toàn thân lẫn tại chỗ, thì cái hiệu quả nó sẽ tăng lên rất nhiều, dành cho những chị em mà cứ bị viêm tái viêm hồi, viêm tái viêm hồi, viêm tái viêm hồi. Ok không ạ? Và ở trong cái viên nội tiết tố nữa, khi khách bị u xơ tử cung, u xơ như tất cả các loại u, kể cả là khách bị ung thư,
La đã bán cho rất nhiều những chị em bị ung thư từ u tuyến giáp, u xơ tử cung, bị u ung thư vú, ung thư tử cung đã cắt bỏ hoàn toàn, những cái đường âm đạo nó vẫn còn nha mọi người, vẫn quan hệ được bình thường. Thì khi mà đặt cái viên đặt này vào thì mọi thứ nó lại tăng tiết dịch trở lại và nó lại trơn tru. Tất nhiên là tùy từng tình trạng bệnh nặng và nhẹ thì cái khả năng hồi phục nó sẽ phải từ từ, đúng không ạ? Không thể nào mà biến hình ngay lập tức là đang từ từ sa mạc Sahara lại trở thành thủy điện sông Đà thì nó hơi khó. Thế nhưng mà có những người là người ta sẽ cảm nhận được là à, cái cô bé của chúng ta là tự tiết dịch ra, đúng không ạ? Thì viên đặt này là chỉ chống chỉ định cho bà bầu và những người chưa quan hệ tình dục, còn lại dùng được hết, dùng được tất tần tật luôn. Trời ơi, cái tệp khách hàng vô cùng là rộng. Đấy, chai dung dịch vệ sinh thì dùng từ trẻ, từ 3 tuổi trở lên. Efosop thì một lát nữa thì sẽ chắc là nhờ chị chuyên gia của Efosop sẽ trả lời cho u sơ nha, sẽ trả lời cho u sơ u nang. Còn cái viên đặt này thì mọi người thấy rằng là gì? Nếu như chúng ta không muốn cái tình trạng bị viêm tái viêm hồi nó xảy ra thì chúng ta cần phải dưỡng, cần phải dưỡng nó, đúng không ạ? Đấy, giống như một mối quan hệ, à cãi nhau rồi là phải có cái gì đấy, biện pháp gì đấy để giảng hòa, để giải quyết. Nhưng giải quyết xong rồi thì chúng ta lại phải nuôi dưỡng để làm ấm nóng lại mối quan hệ đấy. Bởi vì là giải quyết xong rồi thì kiểu gì nó cũng sẽ có cái ấm ức ở bên trong chứ. Cái ấm ức đấy nó sẽ được giải quyết bằng cách là chúng ta sẽ gia tăng những cái trải nghiệm mới, những cái trải nghiệm vui vẻ hơn. Và người ta nói rồi, vợ chồng cãi nhau đầu giường thì giải quyết ở cuối giường là xong, đúng không ạ? Đấy là một cách giải quyết tốt nhất. Và bản thân người phụ nữ khi mà chúng ta có được một cái phần phụ khỏe mạnh, có được một cái cô bé khỏe mạnh thì bao giờ chúng ta sẽ cảm thấy là tự bản thân mình thông thoáng ở bên dưới, mình tự tin, mình cảm thấy tự tin thì mình sẽ đẹp hơn. Không có một người đàn bà nào xấu nha mọi người. Không có người đàn bà xấu, không phải là mắt to, mũi cao hay là môi dày là đẹp đâu. Mỗi một người chúng ta đẹp hay xấu là do mắt của đối phương nhìn mình như thế nào. Nhưng cái vẻ đẹp từ bên trong là tất cả những người La có gọi là gì, mọi người có công nhận với La là chỉ cần chúng ta nhìn thấy một người khỏe mạnh, một người tự tin và một người luôn luôn có một suy nghĩ tích cực thì luôn đẹp. Người đàn bà đấy là người đàn bà đẹp, đúng không ạ? Mọi người đồng ý với La chuyện này, thả tim giúp La đi ạ. Còn một bà mà kể cả là mắt én mày ngài hay là môi trái tim, mũi rất thanh thoát, da thì trắng ngần, nhưng mà mặt lúc nào cũng câu có hầm hè, xong rồi nói chuyện thì vô duyên, hơi một tí là cáu, xong rồi trầm cảm, thì có đẹp nữa không ạ? Xong rồi yếu đấy chứ. Rồi đụng đến cái gì rồi em làm đúng rồi, thỉnh thoảng là ho ho ốm ốm, đúng không ạ? Thì có đẹp nổi không ạ? Đẹp là phải khỏe, mà muốn khỏe thì phải gì? Phải từ bên trong. Mà cái khỏe này là do mình tự kiểm soát, không ai mang đến cho mình được. Chúng ta tự quyết định được cái sức khỏe của chính bản thân mình. Và La nhắc với mọi người một câu mà có lẽ rằng là chúng ta luôn luôn được nhắc nhưng chúng ta lại rất dễ quên đi, bởi vì chúng ta sống trong một cái nền văn hóa và một thế hệ được dạy rằng người phụ nữ phải hy sinh, phải nghĩ cho người khác trước. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta có cái gì thì mới cho đi được cái đó. Bản thân mình phải biết yêu thương mình thì mình mới có thể biết yêu người khác. Mình phải biết yêu thương mình thì mình mới biết là à tôi thích cái này, tôi thích cái kia. Thì mình phải nói ra, yêu thì phải nói, đói thì mới cho ăn. Vì sao trẻ con nó khóc, đúng không ạ? Nó khóc tức là nó có vấn đề. Thế bây giờ mình mà muốn cái điều gì đấy xong rồi chứ. Chồng đi làm về mặt như một cái bánh bao ngâm nước. Hỏi em sao đấy? Anh phải tự đoán đi chứ. Anh là chồng em mà anh yêu em mà anh không biết là em muốn gì à? Nhưng mà cái muốn của các bà nó liên quan vấn đề nội tiết nha. Hôm nay các bà muốn cái này, ngày mai các bà muốn cái khác. Hôm nay các bà thấy cái này vui nhưng mà ngày mai các bà thấy là cái khác. Hôm nào mà nội tiết các bà mà mất cân bằng, các bà mà sụt giảm một cái, tự nhiên các bà nhìn thấy cái gì các bà cũng chán. Ông chồng có làm cái gì các bà cũng chán. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Tức là gì? Là đôi khi chính mình là một cái nguyên nhân gây ra cái bất hòa trong cái gọi là cái hạnh phúc gia đình. Mà người ta sẽ nhớ là gì? Chúng ta có làm hàng trăm cái điều vất vả, cái điều hy sinh, à mình có sáng đưa con đi học rồi là cơm nước dọn dẹp nhà cửa, có làm hàng trăm công việc, nhưng chỉ một lần cau có, chỉ một lần cãi nhau là chồng nhớ suốt đời, đúng không mọi người? Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn trở thành một người phụ nữ, một cái tàu điện ở nhà lừ lừ như một cái tàu điện, nhìn thấy con nó quát, nhìn thấy chồng là hầm hè,
hay chúng ta sẽ trở thành một người phụ nữ không cần phải quá xinh đẹp nhưng luôn luôn tự tin, luôn luôn tỏa hương, luôn luôn thơm tho. Đúng không ạ? Thế thì hãy bắt đầu từ cái việc là sử dụng nội tiết. Và La luôn nói rằng gì? Đàn bà đừng bao giờ quên. Đút trên và đút dưới, cân bằng nội tiết thì cái nội tâm, tâm hồn nó sẽ tự đẹp lên. Hãy có một tâm hồn đẹp, đồng ý không ạ? Chúng ta hãy sử dụng nội tiết, đút trên và đút dưới, luôn luôn sạch sẽ, thơm tho, cứ sạch đi rồi khắc thơm. Cứ thơm tho thì nó khắc khít và nó khắc ướt. Có thích không ạ? Cái nỗi đau của người đàn bà, của khách hàng của chúng ta đang gặp phải là chúng ta bị viêm nhiễm, viêm tái, viêm hồi. Vậy thì hãy giải quyết nỗi đau của họ trước, sau đấy hãy giải quyết cái khát khao của họ. Khi dùng đúng, dùng đủ và dùng đều thì nó sẽ giải quyết được vấn đề của khát khao là gì? Em muốn trẻ hóa, em muốn quay trở về cái thời thanh xuân, em muốn có được cái cảm xúc như những ngày đầu em yêu anh. Có được nha mọi người, hoàn toàn có thể quay trở lại được. Và La đã bán cho rất nhiều khách hàng và đây là một sản phẩm mà tái tiêu dùng cực tốt. Cho nên nếu như anh chị em nào chúng ta đã sử dụng sản phẩm này rồi, chúng ta hãy kiên trì sử dụng tiếp. Hãy luôn luôn sạch sẽ, hãy luôn luôn thơm tho. Có rất nhiều người hỏi La là chị ơi em dùng một liệu trình hay là dùng mấy liệu trình. Mình bảo là dùng đến khi nào em không còn muốn thơm, muốn sạch, muốn đẹp nữa. Bởi vì tại sao? Cái chỗ đấy của em còn dùng thì còn bảo dưỡng. Cái xe của em đang đi hàng ngày thì em vẫn phải bảo dưỡng định kỳ. Thì cái chỗ đấy của em còn đang dùng thì em cần phải bảo dưỡng định kỳ. Mà em càng không dùng thì em lại càng phải bảo dưỡng nó. Đúng không ạ? Có bà còn kêu là rồi em làm gì có người yêu, em có đang ế thế này cho nên là em dùng cái của chị để mà chết à. Ôi không hề nha, em không dùng cái của chị thì mới làm nảy sinh ra vấn đề. Bây giờ em nghĩ đi, cái xe máy của em để dưới, để ở nhà xe 3 tháng em không sờ đến, chị đố em đạp nó nổ được đấy. Bây giờ em xinh đẹp, em cứ chăm sóc hết da rẻ, em trắng trẻo, em xinh xắn, em đi nhuộm tóc, em mua váy mới, xong rồi tự nhiên tình yêu đổ ập đến đầu em một phát, xong rồi dắt tay nhau đi, rồi để tâm đầu ý hợp, rồi đến lúc cái điều gì cần đến phải đến thì tự nhiên không làm gì được là bởi vì khô không khóc, bởi vì hôi không khóc, bởi vì là mắm tôm trộn chà neo. Em có xịt bao nhiêu nước hoa vào đấy thì nó cũng không giải quyết được vấn đề đấy cho em. Và em sẽ không bao giờ, tức là gì? Người ta nói rằng chúng ta hãy luôn luôn chuẩn bị cho cái tình yêu nó ập đến nếu như bạn còn đang cô đơn. Đúng không ạ? Và hãy luôn tự tin và muốn tự tin. Phải khỏe, phải đẹp. Đẹp từ bên trong mới là cái đẹp bền vững. Còn đẹp từ bên ngoài, đẹp cái nhan sắc ấy thì có căng chỉ hay là cắt mí hay căng da gì, rồi đến lúc rồi nó cũng sẽ trùng. Bởi vì quy luật của cuộc đời, sinh lão bệnh tử rồi ai cũng phải già đi. Nhưng mà hãy trở thành những bà già gì à? Thật là sexy, những bà già thật là hấp dẫn, những bà già có nhăn đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn thơm tho và sạch sẽ. Đồng ý không ạ? Bao nhiêu người trong số chúng ta đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Chúng ta đã cảm thấy chúng ta biết cách để yêu thương bản thân mình hơn rất nhiều ngày hôm nay. Hãy cho La thật nhiều tim và hoa để bắt đầu chúng ta sẽ quay lại và đến một cái vòng quay đúng không ạ? Lucky draw đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì La rất là vui được kết hợp giữa hai nhà BDP Phú Thái với sản phẩm Evosop và Pizina là sản phẩm du lịch vệ sinh và viên đặt. Thì đây là một cái giải pháp trọn vẹn, một giải pháp cực kỳ tuyệt vời với một cái mức giá vô cùng hợp lý. Một mức giá vô cùng hợp lý để giải quyết vấn đề gì ạ? Không phải là vấn đề khô hạn, không phải là vấn đề viêm nhiễm, mà đấy chính là chúng ta đi tìm lại được cái sự tự tin, được cái vẻ đẹp từ bên trong của chính bản thân mình. Nó có đắt không mọi người? Không hề đắt nha, không hề đắt. Nhưng ai đang chưa dùng, chưa đặt, hãy tận dụng cái flash sale ngày hôm nay, đặt đơn đi, lên đơn đi, lên đơn ngay. Và chính cái trải nghiệm của chúng ta sau đấy, hãy tham gia vào các cái buổi Zoom của nhà PDP Pizina, hãy tham gia vào các cái buổi Zoom của Phú Thái, thì chúng ta sẽ học được cái cách làm sao để chúng ta có thể chia sẻ được câu chuyện của mình, lan tỏa được cái niềm hạnh phúc này đi của mình, đúng không ạ? Đi chùa rồi từ thiện các thứ để làm cái gì? Hãy giúp những người phụ nữ ở ngay chính xung quanh mình ấy. Đấy là chúng ta sẽ có thêm rất nhiều người bạn nữa, đúng không ạ? Ok, dần cảm ơn tất cả mọi người và xin trả lại mic cho MC ạ. Nhung bật mic lên Nhung.
Em lại quên mic rồi. Em ý em muốn nói là em chỉ lo chị không nói được, nhưng em không nghĩ là hôm nay chị lên đồng chiều như thế. Chị quên luôn cả chị Tám Hạnh luôn. Và ở đây thì các anh chị em mình đã điền hết link form để quay chưa ạ? Và trước khi quay thì chúng ta hãy gặp chị Đàm Hạnh trước ạ. Chị Đàm Hạnh, chị mentor một sao Đàm Hạnh, để chị chia sẻ về khi sử dụng hai sản phẩm Bizina và Ebershop và cái định hướng kinh doanh đối với hai sản phẩm này. Em mời chị Hạnh ạ. Rồi, xin chào cả nhà. Thực ra là đang thăng đồng theo Lena cả nhà. Không biết là các bạn có nghe và nhìn thấy mình không? Thì mình cứ mải mê và mình nghĩ rằng là chắc là phần của mình chưa đến, nên vẫn cứ là đang đi theo cái cảm xúc của bạn Lena. Thế thì chào cả nhà và xin phép được giới thiệu một chút. Tức là Hạnh thì đến từ Bắc Giang và đang ở cái độ tuổi tiền mãn tin ạ. Chứ chưa phải là được tuổi tiền mãn kinh. Thế nên là ngày hôm nay thì cũng không phải là lần đầu tiên Hạnh đến với Zoom của Pizina, nhưng mà là lần đầu tiên Hạnh thấy là một cặp đôi hoàn hảo kết hợp giữa Pizina và Phú Thái. Thì Hạnh đang thắc mắc là tại sao mà cái điều này giữa anh Thắng và Mai Linh không làm cách đây khoảng độ một năm nữa đi, để chúng tôi tận hưởng những cái sự sung sướng. Vâng, chia sẻ với cả nhà một chút xíu là Hạnh biết đến Pizina từ năm ngoái và cũng biết đến Phú Thái từ năm ngoái, đến một tốc chiến của năm ngoái. Thì cái gọi là cái USP của sản phẩm thì Hạnh không nói, bởi vì là chuyên gia đã nói quá nhiều rồi. Nhưng mà đứng ở góc độ là một cái người trải nghiệm ấy, thì Hạnh thấy như thế này. Tức là từ một cái người mà nói có người thì không ai nghe và đe thì không ai sợ. Nhưng mà khi sử dụng cái sản phẩm Pizina thì nghĩ rằng là ít nhất ấy, mình làm cái nóc nhà mà khiến cho khối người ở trong cái giường của mình là phải sợ mình, và chỉ cần là mình chỉ lừa một cái thôi là mọi thứ nó khác hẳn, nó gọi là nem nếp luôn cả nhà. Thế vậy thì cái câu chuyện đấy thì nó như thế nào? Thì thực chất ấy là cái sản phẩm của Pizina thì mình cũng là một cái người trải nghiệm, và ở đây thì mình thấy rằng một cái điều mà vừa nãy Lena nói thì mình nghĩ rằng hóa ra là không những Lena mà bản thân mình cũng vậy. Mình là cái người cực kỳ là tò mò và gọi là cái dạng là soi mói thì đúng hơn. Là tại sao mà đứng ở góc độ người tiêu dùng thì cũng là một người mà nhìn nhận sản phẩm rất là kỹ. Thế thì vừa nãy Lena có nói là đã bao giờ bạn thử ngửi cái đũng quần lót của mình chưa? Nói trên Zoom này có thể các anh nam sẽ cười và các bạn cũng sẽ cười là tại sao các chị lại có những cái hành động thì quả thế. Nhưng mà cả nhà, cái điều này thực sự là như vậy. Bởi vì sao? Khi mình cảm thấy mình tự tin ấy thì mình mới dám đưa sản phẩm cho đội nhóm. Và bản thân Hạnh là cái người đã thử điều đó cả nhà. Thì thực sự là từ sáng đến chiều, cái quần của mình cũng khác hẳn. Và nếu như những anh chị có đồng ý với Hạnh rằng trong cái mùa này mà chúng ta đi tập yoga chẳng hạn, cái động tác yoga ấy cả nhà là cái động tác mà chúng ta phải cúi gập người rất là nhiều. Thì một lúc nào đó các chị sẽ, tức là các chị, các anh thì Hạnh không biết, nhưng mà các chị sẽ gặp ở đâu đó cái nhà vệ sinh nhà mình nó đối diện với nhà văn hóa. Thì đấy là một cái điều mà Hạnh phải nói thật với các bạn là chỉ dùng đến 3 viên đặt đầu tiên thôi là Hạnh khẳng định với các anh chị là các chị sẽ thấy là nó khác hẳn. Và nếu như các chị đã dùng cả một liệu trình 18 viên ấy mà nó không khác ấy, thì anh chị có thể đến và Hạnh sẽ hoàn lại tiền cho anh chị. Đấy là cái điều đầu tiên nói về Pizina. Và cái thứ hai nữa Hạnh nói là sản phẩm Pizina thì rất là nhiều người có hỏi Hạnh rằng cái dung dịch vệ sinh ấy, thì dùng cho những lứa tuổi nào. Thứ nhất là trẻ con thì dùng Hạnh thì là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng cái thứ hai là gì? Người đái đứng cũng dùng được, người đái ngồi cũng dùng được, và cái người mà nửa ngồi nửa đứng cũng dùng được cả nhà. Có nghĩa là gì? Các anh nam cũng dùng được, các bạn là nữ cũng dùng được. Vậy thì một cái sản phẩm mà Hạnh nghĩ rằng nó rất là mình cảm thấy là rất là thích. Và cá nhân lại có một bạn khách hàng, bạn rất là ít tuổi, thế hệ 9X thôi, sinh năm 95 thôi. Nhưng mà khi mà Hạnh có đăng cái sản phẩm Pizina, Hạnh viết bằng một cái bài viết ấy, thì bạn ấy có tò mò và Hạnh đã tặng bạn một cái gói nhỏ của cái phần mà mình được khuyến mại cả nhà. Thì bạn dùng có đến ngày thứ hai và bạn đã phải nói rằng chị ơi, cái sản phẩm mình dùng thích thật đấy. Và bạn quyết định bạn mua cả một lọ dung dịch vệ sinh cộng với một set viên đặt 6 viên. Thế thì ngày hôm nay Hạnh nói với anh chị là nếu như đứng ở góc độ một người tiêu dùng ấy, thì cái việc mà chúng ta trải nghiệm một chuyện đương nhiên. Và bên cạnh đó là Hạnh muốn nói với anh chị, nếu như Pizina gọi là sản phẩm bên ngoài thì Phú Thái là một cặp đôi cực kỳ xuất sắc, nó đưa chúng ta từ bên trong. Và cá nhân Hạnh là người trải nghiệm cái sản phẩm Ebershop thì Hạnh thích ở cái điều này, tức là mình hay bị là đau ngực kỳ kinh, thì cái hiện tượng nó với Hạnh là nó giải quyết triệt để luôn cả nhà.
Hạnh thực sự là rất là thích. Và trong đội nhóm của Hạnh có những bạn dùng, thì các bạn nói với Hạnh rằng là tóc ấy, bình thường các bạn khoảng độ là 30 ngày phải chấm chân tóc một lần, nhưng dùng Apple Shop thì các bạn thấy rằng nó kéo dài được khoảng độ gần 2 tháng. Hạnh thì chưa bị bật tóc đến mức độ đấy, nhưng mà các bạn trong nhóm của Hạnh có chia sẻ lại như vậy. Vậy thì bây giờ các chị đã là cái người biết sản phẩm rồi, bởi vì là cái sản phẩm này là sản phẩm nội tiết ấy, mà Hạnh thấy rất là hay là tại sao ngày hôm nay mà là lần đầu tiên Piscina và Phụ Thái kết hợp với nhau, và Hạnh hy vọng rằng cái cặp đôi này sẽ còn đồng hành với nhau trong suốt cái quá trình chúng ta làm group nữa, bởi vì nó là một cặp đôi hoàn hảo. Nếu nói biên đặc Piscina với Duy Vệ Sinh làm cặp đôi thì ngày hôm nay chúng ta phải nói là một cặp đôi tổng thể cực kỳ hoàn hảo ở cái mức là có Apple Shop và sản phẩm của Piscina. Thế thì các bạn thì có hỏi Hạnh rằng là Hạnh chia sẻ như thế nào. Thật ra Hạnh không chia sẻ với mọi người đâu, mà Hạnh thường đăng những cái câu chuyện hóm hình về Piscina. Ví dụ như hiện tượng là khô hạn này, rồi thì hiện tượng là những cái bạn mà phụ nữ ấy, mùng 8 tháng 3 bị đạp ra khỏi 14 tháng 2 thì bị đạp xuống khỏi giường ấy. Nhưng mà mùng 8 tháng 3 các bạn lại được bế lên trên giường. Mọi người biết vì sao ạ? Bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn đấy thôi, họ dùng Piscina, họ dùng Apple Shop, và khiến cho cái người mà nằm bên cạnh ấy là gì ạ? Lúc này người ta phải là trân trọng và thực sự rất là nâng niu. Thế thì cái chuyện đấy là một câu chuyện hài hước, nhưng nói thật với cả nhà là ở cái độ tuổi mà 44 tuổi như mình thì mình thấy rằng hai sản phẩm này là một cái cứu cánh. Và ở trong nội dung của Hạnh cả nhà, thật ra thì mây tầng nào cũng mây tầng đó. Hạnh thì ở cái độ tuổi là 44 tuổi thì cũng không phải là quá già, cũng không phải là quá trẻ, cho nên đồng đội của Hạnh thì lại nằm ở lứa tuổi này trở lên rất là nhiều. Và những cái chị mà tầm 50 tuổi ấy thì thực sự là bây giờ là gì, cứ gọi như kiểu như là không ly thân nhưng mà cũng kiểu ly thân ấy. Thì bây giờ các chị tự thốt ra với Hạnh rằng mày ơi, chị bây giờ lại bị thèm dai cả nhà. Đấy là đồng đội của Hạnh. Và chính vì cái bán hàng tự nhiên đó, vì cái mọi người trải nghiệm đó, cho nên đội nhóm của Hạnh là bán hàng với Piscina rất là tốt. Hạnh nhớ là cái tháng 2 của năm ngoái mà Piscina có bestseller thì nhóm Hạnh có giải nhì, giải ba, giải tư, đều là đội nhóm của Hạnh hết, trong vòng một nhóm với cả nhà. Và đấy là một cái điều mà chúng tôi nâng sao trong cái kinh doanh của mình. Thế thì nếu đứng ở góc độ một người tiêu dùng thì Hạnh nghĩ rằng là nó hoàn toàn phù hợp, bởi vì là bất kể một ai cũng cần cái sản phẩm nó có cái nguồn gốc của xuất xứ rõ ràng. Và đặc biệt khi chúng ta là người kinh doanh ở nhà thì các chị cực kỳ tự tin để chúng ta bán sản phẩm. Và năm nay thì cái phương án mà dành cho đội nhóm của Hạnh có khác năm ngoái. Tức là năm ngoái thì cái kinh tế nó chưa suy thoái, mặc dù là dịch Covid nó có ảnh hưởng, nhưng cái tốc độ tiêu dùng thì rất là cao. Nhưng đến năm nay thì chúng ta lại không đứng ở một góc độ là leader, là một M1, thì Hạnh lại đổi cái phương pháp kinh doanh. Tức là gì, chúng ta tập trung vào những cái nhu yếu phẩm hàng ngày, cả nhà, là những cái thứ mà dù có mọi người có gọi là thất nghiệp với chăng nữa thì họ dùng những cái dung dịch vệ sinh bằng nước. Và con đang làm việc muốn, và mọi người có ví dụ cắt giảm chi tiêu thì cái việc mà cho cái nhu cầu cá nhân cũng không bao giờ có thể là vượt bậc được. Và năm nay hãy nói với đội nhóm này là gì, năng nhặt thì chặt bị. Và những sản phẩm của Piscina hay Phú Thái đều là những cái key cả nhà, nó là cái sản phẩm đầu vẽ rất là tốt để giúp các anh chị có những cái doanh thu nó ổn định. Và đặc biệt hơn nữa là những sản phẩm này là sản phẩm quay đầu cực kỳ tốt. Ví dụ nếu như là về Apple Shop thì khách hàng của chúng ta cùng lắm ấy, họ có thể dùng theo định kỳ. Nếu mà họ không duy trì được là họ dùng xong họ mỗi ngày một viên thì họ có thể là 3 hay 6 tháng họ dùng xong họ lại dừng, đúng không ạ? Piscina cũng thế, họ có thể là dừng theo cái liệu trình viên đặt. Nhưng mà dung dịch vệ sinh thì không bao giờ họ dừng được cả. Đấy là một cái điều mà đứng ở góc độ đội nhóm thì Hạnh có một cái định hướng mới cho anh em như thế. Thế nên là ngày hôm nay thì thực sự là chia sẻ với cả nhà là nếu như mà để cho Hạnh nói về Piscina hay của sản phẩm của Epsilon của Thái thì Hạnh sẽ phải mất khoảng độ 20 phút cơ. Nhưng ngày hôm nay ban tổ chức chỉ cho Hạnh bao nhiêu ạ? 10 phút mà cho hai sản phẩm. Thế nên là Hạnh chỉ nói với mọi người ở cái góc độ là Hạnh đã trải nghiệm Piscina, Hạnh đã trải nghiệm Phú Thái trong vòng hơn một năm nay rồi. Và mỗi một lần ý, mình hết thì mình lại tái tiêu dùng, cá nhân mình cũng như vậy. Và khách hàng của mình thì nghĩ là mọi người sẽ có. Và đặc biệt nữa là bây giờ Hạnh thấy rằng các anh chị, nhất là những người mới ngày hôm nay ý, các anh chị có cực kỳ nhiều cơ hội. Nếu như đặt thời điểm này về một năm trước, các anh chị thử ở trong đội nhóm này của chúng ta, trong dung chúng ta ngày hôm nay, có đồng ý Hạnh rằng là chưa bao giờ có những buổi workshop hay như thế này, đúng không ạ?
Anh chị có đồng ý với điều này không ạ? Mà càng ngày các anh chị càng được tận dụng những cái cơ hội gọi là thừa hưởng được cái sự trợ giúp rất là nhiều từ phía nhà cung cấp, là các nhà cung cấp cực kỳ tạo được cho chúng ta. Và với cá nhân Hạnh thì Hạnh khuyên đội nhóm là gì? Nếu các bạn là người mới, nếu các bạn là một người kinh doanh, nếu các bạn là một chủ doanh nghiệp, thì cái việc các bạn tận dụng những flash sale ấy, cái khuyến mại là vô cùng thông minh và quan trọng. Bởi vì sao? Ít nhất bạn mua thì bạn được dùng giảm giá. Cái thứ hai, bạn mua bạn bán được dùng miễn phí, đúng không ạ? Đúng không? Mua 4 mà tặng 1 thì có phải là bán 4 đi, một cái này tự nhiên chúng ta được tặng để chúng ta trải nghiệm, và đương nhiên hoa hồng hồng của 4 cái hộp kia vẫn về túi của chúng ta, đúng không? Thế còn với Piscina thì sao? Có những cái set khuyến mại cực kỳ mà đắt giá với Hạnh. Không bao giờ Hạnh dùng cái gói nhỏ đâu, mà Hạnh thường xuyên ấy là Hạnh mang đi tặng. Ví dụ là đi họp lớp chẳng hạn, Hạnh sẽ mang đi một ít, và Hạnh sẽ dúi cho những cái bạn nào mà Hạnh cảm thấy rằng là Hạnh muốn biến bạn thành một cái người tiêu dùng bình. Và chúng ta cần một cách cho cả nhà, của cho không bằng cách cho. Và các bạn hãy tận dụng những cái mà ngày hôm nay nhà cung cấp có những cái chương trình flash sale chúng ta. Bởi vì sao? Các bạn cứ thử cho Hạnh đi 10 gói dung dịch vệ sinh nho nhỏ mà mình đi tặng đi cho, kiểu gì cũng có 2 hoặc là 3 cái chai dung dịch vệ sinh như đấy quay về với các bạn. Tin Hạnh đi, điều này Hạnh khẳng định với các bạn thôi, bởi vì đội nhóm Hạnh và cá nhân Hạnh cũng đã từng làm điều đó. Chứ Hạnh không đi bán theo cái kiểu là mình đăng bài cái cách là dung dịch vệ sinh là có ưu điểm đâu. Hạnh không đăng như thế, mà Hạnh thường là gì, có những cái câu chuyện và Hạnh thường là tặng, Hạnh chia sẻ như cái kiểu là chia sẻ một một với cả nhà. Thế còn Apple Shop thì thực sự là có những cái mà ở những anh chị nào mà ở độ tuổi bốc hỏa, mọi người sẽ cảm nhận cái điều đó rõ hơn rất là nhiều. Nên là ngày hôm nay thật ra nó không có nhiều, thì Hạnh cũng muốn gửi đến các bạn một cái sự chia sẻ mà đứng ở góc độ là mình là một cái người mà đã đồng hành với hàng nhà cung cấp này hơn một năm rồi cả nhà nhé. Thế cho nên là đội nhóm của Hạnh bán sản phẩm rất là tốt, và cá nhân Hạnh là cái người mà đi từ sản phẩm này để tiếp cận những sản phẩm khác là giữa phễu và cuối phễu tốt hơn. Thế nên là gửi lời chúc các bạn là một cái mùa tốc chiến thực sự thành công. Và ở đây thì các bạn biết không ạ, PDP Phú Thái là một nhà tài trợ cực kỳ là nặng đô của chúng ta trong tốc chiến, và Piscina là một người bạn đồng hành, và đây là một cặp đôi hoàn hảo để chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Và nhất là thời điểm này, các bạn biết không ạ, cái điểm mà lên 3 sao có 120 triệu boy thôi, thì đây là những cái sản phẩm mà các anh chị hãy đứng ở góc độ một chủ doanh nghiệp, hãy tận dụng cái lực đòn bẩy này để chúng ta bứt phá. Và xin chúc cả nhà một cái mùa tốc chiến cực kỳ thành công, và chúc các bạn phải bám sát những nhà cung cấp thực sự luôn. Hạnh cũng xin lỗi và cũng gọi là nói giấu chỗ anh Thắng và chỗ Mai Linh một chút, là chúng ta cần phải tận dụng nhà cung cấp triệt để, bởi vì đây chính là những người khổng lồ, đúng không cả nhà, mà để cho chúng ta có cơ hội ngày hôm nay. Mọi người vào Facebook Hạnh sẽ thấy là gì, Hạnh đăng loạn trên Facebook hay là tối nay mất, tức là ở chỗ Hạnh đang mất điện mà, thế nên là mất điện ấy, thì là gì, chúng ta đổi gió đi, vào Zoom uống nước trà và nói chuyện đàn bà với Hạnh. Hãy tặng quà mọi người, anh chị nào mà vào Facebook Hạnh sẽ thấy đúng là một cái status như vậy đó. Thế nên là chúc các anh chị hãy nắm bắt cái cơ hội và chúng ta sẽ là những người chiến thắng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mời MC ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng, em cũng hay theo dõi trang Facebook của chị và em rất thích những cái câu chuyện chia sẻ của chị Hạnh luôn ạ. Vâng, mọi người nghe câu chuyện của chị Hạnh chia sẻ có thấy hay, có thấy tuyệt vời không ạ? Thì hãy cho chị Hạnh những tràng pháo tim, pháo hoa để cảm ơn chị ạ. Và rất hy vọng rằng buổi sau chị Hạnh sẽ lại lên chia sẻ với chúng ta. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong buổi ngày hôm nay thì có bạn nào mà có những câu hỏi mà muốn đặt ra cho chị Kim Hoa và chị Jenny Lena thì mọi người hãy đặt câu hỏi lên khung chat, hoặc các bạn có thể mạnh dạn giơ tay lên để trao đổi trực tiếp nhé. Thì có bạn nào có câu hỏi các bạn muốn hỏi trực tiếp chị Dược sĩ Kim Hoa hay là chị Jenny Lena không ạ? Vâng, các bạn có những câu hỏi gì thì các bạn hãy đặt lên khung chat nhá, thì Nhung sẽ đọc câu hỏi của các bạn để cho chị Kim Hoa và chị Jenny sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn ạ.
À, vừa nãy có một bạn đã hỏi là sản phẩm EpoSort thì có sử dụng được cho khách hàng bị u xơ tử cung không ạ? Thì chị Kim Hoa trả lời câu hỏi này cho bạn ấy nhé. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây bạn Thân Lê đúng không ạ? Người bị u xơ tử cung thì Hoa Trinh trả lời là đều sử dụng được EpoSort, và Hoa chạy luôn là những cái người kể u xơ tuyến vú hay là u bị cường giáp hay là các cái vấn đề khác u xơ thì đều sử dụng EpoSort được, bởi vì bản thân tinh dầu hoa anh thảo nó không phải là một phytohormone. Nó hoàn thành khẳng định nó không phải phytohormone, nó là một linoleic acid và vitamin E, và khi đi vào trong cơ thể của chúng ta thì cái vai trò chính của nó trong cái cơ chế đó là nó chống oxy hóa, và một trong những cơ chế chống oxy hóa và nó sẽ làm trẻ hóa cái buồng trứng của chúng ta, trẻ hóa buồng trứng của chúng ta, và nó sẽ cơ thể cái buồng trứng đó nó được trẻ hóa và nó tự sinh ra estrogen nội sinh bình thường, đưa chúng ta về cái trạng thái mà như chúng ta lúc còn trẻ đó. Chính vì vậy mà không có một cái nghiên cứu nào, cũng không có một cái báo cáo nào nói là tinh dầu hoa anh thảo mà sẽ làm tăng kích thước khối u, nên các bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm Emusot. Vâng, em cảm ơn ạ. Có bạn Quách Huyền hỏi là người bị nấm âm đạo thì dùng một liệu trình viên đặt có giải quyết được không? Em xin mời chị Lê Lạ. Trong trường hợp mà bị nấm âm đạo thì là mình sẽ sau khi mà mình điều trị bằng cái viên đặt và sử dụng kháng sinh đường uống xong thì mình sẽ sử dụng cái liệu trình đặt phục hồi với cái liệu trình là 3 viên một ngày kèm theo cái dung dịch vệ sinh rửa. Và cái rửa này thì sẽ phải rửa trước và sau khi quan hệ cho cả hai vợ chồng, bởi vì là có thể là trong cái lúc mà chúng ta bị nhiễm nấm như vậy mà chúng ta có cái quan hệ thì anh chồng cũng 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 có thể gây ra nấm. Đồng thời là nó phải kèm theo cái việc là chúng ta sẽ thay quần lót hoặc là chúng ta phải luộc cái quần lót lên, tức là khử khuẩn toàn bộ cái quần lót của mình và mình giữ gìn sạch sẽ. Tất nhiên là cái nấm thì nó là thế này, nấm nó sẽ ở trong cơ thể của mình và nếu như ở một cái môi trường mà có độ ẩm cao thì cái nấm nó sẽ tự sinh sôi trở lại. Nếu mà để nói là dứt điểm không bao giờ quay trở lại, hay là kể cả viêm là không bao giờ quay trở lại thì nó cũng sẽ rất là khó. Nhưng khi chúng ta sử dụng Pizina thì chỉ cần có cái tín hiệu của cái câu chuyện viêm đấy, nó là gì, cái tín hiệu là khí hư tự nhiên thấy ra nhiều hơn và mình đặt cái viên đặt này vào và mình dùng kèm dung dịch vệ sinh, mình điều chỉnh lại cái ăn uống của mình thì lúc này là hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta có thể duy trì được cái sức khỏe của cô bé. Vì bản thân La và CEO của Pizina là Linh cũng đều là những người nấm trường kỳ, người thì 7 năm, người thì 10 năm, và đến bây giờ thì đã dứt điểm hoàn toàn. Sau 2 năm La sử dụng Pizina đến bây giờ là không hề quay lại một tẹo nào luôn. Đây là minh chứng rồi. Vâng, có đại lý Mỹ Thoa có câu hỏi cho chị ạ. Cách dùng viên đặt thì thế nào và mẹ cho con bú có đạt được không ạ? Mẹ cho con bú hoàn toàn có thể đạt được. Cách dùng viên đặt thế nào thì nó liên quan đến câu chuyện là bạn dùng để giải quyết vấn đề gì. Nếu như mà bạn sử dụng chỉ để làm sạch không thì là mình sẽ dùng làm 1 tuần 1 viên. Với cái 3 viên đầu tiên là 3 viên tống thải để cũng là để thăm dò xem là cái cơ thể của mình thích ứng đến cái mức độ như thế nào. Còn nếu như mẹ sau sinh mà gặp phải tình trạng khô hạn thì mình cũng sẽ dùng một cái liệu trình cấp tập đầu tiên với một cái liệu trình 18 viên, là mình đặt từ 3 cho đến 5 ngày mình đặt 1 viên tùy theo cái phản ứng. Ví dụ như là mẹ sau sinh mà đang ở độ tuổi hai mấy 30 chẳng hạn thì lúc đấy là còn trẻ, cái niêm mạc âm đạo nó cũng sẽ chưa có cái sự ảnh hưởng nhiều lắm thì cái tác dụng nó sẽ đến nhanh hơn. Nhưng mà với những mà chị em nào mà ngoài 35 tuổi mà sinh con thì lúc này là cái nội tiết tố nó cũng đã suy giảm và cái niêm mạc âm đạo nó đã mỏng hơn rồi thì mình sẽ phải đặt dài hơn một chút. Vâng, có bạn Trương Huệ hỏi rằng là bạn nên thường bị ngứa và rát vùng kín thì đặt thuốc như thế nào sẽ đạt hiệu quả hả chị? Ngứa và rát vùng kín nó cũng sẽ là một trong những cái biểu hiện nha, một trong những cái biểu hiện mà có thể là bạn bị viêm hoặc là viêm teo niêm mạc âm đạo, thì đầu tiên là bạn phải nên đi khám bác sĩ để bạn xác định xem là cái ngứa và rát vùng kín của mình nó lý do là vì cái gì. Sau khi mà có được cái kết quả từ phía bác sĩ rồi thì mình sẽ có được cái hướng dẫn dành cho bạn. Nhưng về mặt quy trình thì bao giờ là như La chia sẻ là cái viên đặt này là một viên đặt phục hồi, thế nên là khi mà mình điều trị xong cái liệu trình điều trị đấy thì mình sẽ đặt viên này phục hồi, là nó sẽ giúp cho mình là
ngăn chặn lại cái tình trạng ngứa rát nó quay trở lại với mình. Đấy là tình trạng tái viêm đấy ạ. Dạ vâng, có chị Phạm Thị Hà hỏi rằng là mãn kinh rồi thì sản phẩm này sử dụng có phù hợp không ạ? Mãn kinh là vẫn là hỏi cho Pizina đúng không ạ? Mãn kinh sử dụng rất là ok luôn. La đã trước kia thì La nghĩ rằng là mãn kinh thì không cần dùng nữa, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì câu chuyện tình dục nó đã cởi mở hơn rất là nhiều, và rất là nhiều chị em, nhiều các cô, thật ra là hơn mình có một chút xíu tuổi, mình năm nay 43 tuổi thì mình cũng đang ở gọi là thời kỳ tiền mãn kinh, thì mình cũng đã tư vấn cho những cái người mà đã mãn kinh rồi, và lúc này thì họ sau khi họ sử dụng xong một liệu trình thì họ không cần phải dùng gel nữa, mà cái cơ thể lại tự tiết ra được cái dịch tự nhiên của mình. Tuy nhiên thì cũng phải nói luôn là nó sẽ không tràn trề nước nôi trôi giường được đâu, nhưng mà nó sẽ vẫn tạo ra một cái sự trơn tru, và nó sẽ kích thích được cái sự hưng phấn khi mà quan hệ vợ chồng ở trong cái thời kỳ mãn kinh. Em có câu hỏi cho chị Kim Hoa. Bạn Thanh Miền có câu hỏi là vì sao mà Evosop lại giảm đau bụng kinh để thuyết phục được khách hàng ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn rất là hay, đúng không ạ? Thì chúng ta thường hay bị đau bụng kinh bởi vì các nguyên nhân. Nhất đầu tiên là do cái vấn đề cơ bản là cái nội tiết của chúng ta đang bị rối loạn, dẫn đến là nó cái việc mà cái chu kỳ mà nó bong bong các cái niêm mạc, cũng như việc tống các cái bụng kinh này nó mất quá đà, bởi vì nó quá nhiều hoặc là không bong ra được. Thì cái tử cung của chúng ta phải co bóp mạnh hơn, co bóp nhiều hơn, cái nội tiết nó kích thích gây co bóp rất là mạnh để nó tống các cái dịch mà bong ra, và nó gây rất là đau, gây ra nó đau. Một số trường hợp thì còn có một số cái bệnh lý khác thì Hoa không nói, ví dụ bệnh lạc nội mạc tử cung hay là những cái bệnh về vách ngăn hay gì đó, thì đó là về bệnh lý, là quá chúng ta khám chúng ta sẽ biết những trường hợp rất là đau, gọi là thống kinh rất đau. Còn đa phần là chị em khi bị kinh thì chúng ta sẽ có đau bụng từ mức độ nhẹ và đau mức độ nặng do cái vấn đề là cái tử cung chúng ta co bóp nhiều hay ít. Và khi mà bị đau, thường những người bị đau quá nhiều nó bị co bóp quá nhiều vì nó không thể tống ra hết được, nó không tống được cái kinh ra hết, thì co bóp càng nhiều nó càng ứ trong bụng, nó càng đầy bụng lên và nó càng siết, nó càng chảy ra. Chính vì vậy mà Evosop nó sẽ giải quyết vấn đề là gì, nó sẽ làm cái nội tiết của chúng ta tốt hơn, cân bằng hơn, và thậm chí là cái việc mà dễ dàng bong chóc các cái niêm mạc ra và tống ra trong chu kỳ chúng ta sắp ra sạch sẽ, hạn chế cái việc dâm kinh cũng như là việc chảy cái kinh nguyệt nó ra tốt hơn trong cái chu kỳ kinh của chúng ta, và nó sẽ đã giúp cho việc mà giảm đau bụng kinh. Dạ vâng, chị ơi, thế Evosop có dùng được cho người thừa cân và những người mà có da dầu không ạ? Rồi, những người thừa cân thì chúng ta hoàn toàn dùng bình thường, bởi vì là nó bản chất của nó là có linoleic acid, là một cái tiền chất, một trong những cái nhóm của omega 6, đó là những cái loại acid béo rất có lợi cho cơ thể. Khi mà đi vào cơ thể, thậm chí là nó còn hỗ trợ để cái việc mà hấp thụ những cái triglycerid, một loại mỡ máu xấu trong cơ thể chúng ta, những người thừa cân dùng hoàn toàn bình thường. Còn với đối những người mà cơ địa da dầu, cũng như là da dầu họ đã vốn đã rất dầu rồi, thì khi mà dùng Evosop thì có thể da sẽ bị dầu thêm, da có thể bị dầu thêm. Nhưng khi da dầu thì chúng ta có những cái biện pháp, có những cái biện không phải là dầu là không tốt đâu nha, da dầu cũng là rất là tốt, nó sẽ giữ ẩm được dạng dầu, nhưng mà nó bị thiếu nước, dư dầu và thiếu nước, và chúng ta cần phải bù nước cho da, thì như thế cái lượng dầu tiết trên da nó sẽ khắc giảm hơn đó. Chị ơi, có một câu hỏi nữa là khách em dùng Evosop bị ngứa và nổi mụn thì nên giải thích như thế nào cho khách? Câu hỏi của bạn đại lý. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Trong trường hợp bị ngứa và nổi mụn đó, trong trường hợp ngứa và nổi mụn thì nó cũng rất có nhiều liên quan đến cái việc mà tiết dầu, giống như là trong trường hợp như Hoa đã giải thích đó. Khi mà dư dầu nhiều mà chúng ta không có biện pháp là làm kiểm soát dầu, ví dụ như là cấp nước và làm sạch da, thì cái lượng dư thừa đó nó có dễ gây bít tắc lỗ chân lông, và nó sẽ có thể gây ra cái hiện tượng ngứa và nổi mụn đó. Chứ vậy là chúng ta khi mà dùng Evosop mà cảm thấy bị dư dầu và ngứa thì các bạn đầu tiên là giảm liều, và thứ hai là tăng cường làm sạch da và cấp ẩm dạng nước nha các bạn. Đừng mua các dạng cấp ẩm mà dưỡng mà có nhiều dầu, có nhiều dinh dưỡng, mà chỉ đơn giản là cấp nước cấp ẩm dạng nước thôi. Ví dụ như có các bạn có thể là dùng xịt khoáng, có thể là chỉ dùng các loại serum mà nó có HA, hay là các loại không chứa
không trông chứa các loại dinh dưỡng, các loại chất dầu hoặc các chất xuất dầu, hoặc là chỉ có thể là lô hội thôi chẳng hạn, để chúng ta làm cấp ẩm cho da, thì lúc đó các việc mà da của chúng ta vừa sạch và có đủ lượng nước cấp ẩm, thì cái lượng dầu cơ thể chúng ta nó sẽ tự động điều hòa và nó sẽ giảm lượng tiết dầu trên da đó. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của chị Kim Hoa và chị Lê La. Còn bạn nào có câu hỏi gì cho hai chuyên gia của chúng ta không ạ? Nếu như mà chúng ta không có câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ đến những vòng quay may mắn ở cuối chương trình nhá. À, đối tượng nào nên dùng Apple Shop còn một câu nữa. Chị thấy còn một câu là khí hư da nhiều thì sẽ đặt như thế nào? À vâng. Xin trả lời nốt cái câu hỏi này. Khí hư da nhiều thì nó sẽ liên quan đến hai vấn đề. Một là chúng ta có thể là đang bị trong tình trạng viêm nhiễm thì khí hư nó sẽ ra nhiều hơn nếu khí hư da dạng loãng đó, hoặc là khí hư da có màu có mùi. Nhưng tuy nhiên thì ở giữa chu kỳ kinh, khí hư nó cũng sẽ tiết ra nhiều hơn so với những cái ngày bình thường. Thì lúc này là mình sẽ đặt cái viên đặt đặt một viên thôi. Đó, thì là nó sẽ giúp là cái đấy nó tống ra được hết rồi, nó sẽ lại khô lại, đặt lại khô ráo lại bình thường. Cũng có những người là dùng một cái từ gọi là cái cơ địa của em khí hư da nhiều, nhưng thực tế ra thì La thấy rằng là bình thường cô bé thì của chúng ta là thường xuyên là nếu như mà mình mà có cái vấn đề nó giống như kiểu là cái chỗ đấy nó giống như kiểu mũi. Nếu như mà mình mà có hơi bị viêm hoặc là mình bị kích ứng thì lúc đấy nó mới chảy nước mũi ra. Thì trong trường hợp là nếu như khí hư đấy nó không bị loãng và nó không có màu, không có mùi, thì mình hoàn toàn mình có thể sử dụng cái viên đặt. Thì một cái viên đặt mình đặt vào sau một buổi, sau qua đi một đêm, thì đến sáng là nó sẽ tống ra. Có những người thì tống ra ngay vào lúc sáng sớm, nhưng có những người thì phải đến tầm khoảng 9-10 giờ sáng thì bắt đầu nó tống ra được hết. Nó tống ra hết xong thì chúng ta sẽ sạch sẽ được 2-3-4 ngày. Ok. Câu nữa cho chị Lê La. Đến cuối giờ rồi các bạn hỏi rất là nhiều đấy ạ. Em bị viêm khí hư da nhiều, ngứa, khô rát và đau bụng kinh. Hiện tại em đang dùng viên đặt và nước rửa bên mình thì có thể cải thiện được không? Cái này rất là tuyệt vời đúng không? Em bị viêm thì em phải đặt thuốc viêm trước. Đấy, cái này là cái điều chắc chắn. Bởi vì là trong thành phần của viên đặt Visina không có kháng sinh, cho nên nó sẽ không tiêu diệt được cái vi khuẩn xấu. Mà em sẽ phải đặt viên đặt trước, sau đấy thì em sử dụng thêm cái sử dụng sau khi đặt xong để em sử dụng viên đặt này. Trong cái quá trình em đặt thuốc thì em sẽ sử dụng dung dịch vệ sinh Pizina. Và ngày hôm nay thì em thấy rồi đấy, là nếu như em kết hợp thêm Evosoft vào nữa thì nó sẽ làm giảm cái tình trạng đau bụng kinh của em rất là nhanh luôn, và nó sẽ chống cho em là cái vấn đề về cái tái viêm đi tái viêm lại. Chắc chắn là nó sẽ cải thiện được nha. Chị Hoa ơi, có một câu hỏi dành cho chị ạ. Liệu trình Evosoft điều trị đau bụng kinh có dùng cho trẻ 18 tuổi được không ạ? 18 tuổi. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì Evosoft ta sẽ dùng được cho một số đối tượng thanh thiếu niên từ 16 đến 18. Vì lý do vì sao? Bởi vì là chị thì không khuyến cáo các bạn ấy khi dùng Evosoft cho những bạn mới dậy thì mà đau bụng, vì lý do nó không liên quan gì đến nhiều về sản phẩm. Tại sao lại như thế? Thì giải thích một chút là khi các bạn bắt đầu mới dậy thì, có nghĩa chúng ta bắt đầu mới dậy thì cái việc mà rối loạn nội tiết là điều đương nhiên, bởi vì nó mới bắt đầu, một cái cơ quan bộ phận bắt đầu mới hoạt động, cho nên cái nội tiết này lúc nó có lúc nó không đều và nó có thể gây đau bụng. Nhưng chị khuyến cáo là không nên dùng, bởi vì là khi mà chúng ta dùng thì cái nội tiết sớm ổn định, các bạn đấy sẽ nhanh chóng thuần thục và sẽ vượt qua cái giai đoạn nó rất nhanh, và nó sẽ gây ra một cái xấu ở đây, đó là khi mà chúng ta dậy thì nhanh, cái giai đoạn nó rất ngắn của chúng ta, các cái đầu xương của chúng ta nhanh đóng sớm, khi nội tiết ổn định nhanh đóng sớm, và các bạn ấy sẽ bị hạn chế từ chiều cao. Khi mà đã vào độ tuổi dậy thì trong cái thời điểm đó, giai đoạn đầu chúng ta vẫn còn tiếp tục cao thêm một thời gian nữa, để Hoa không muốn và chúng ta nhanh chóng đóng cái giai đoạn chuyển giao đó, thì nó sẽ hạn chế cái chiều cao. Thế nên là cứ để cái giai đoạn đó nó ổn định. Còn sau khi các bạn dậy thì 3-4 năm thì cái việc mà xương, đầu xương nó đóng do cái nội tiết thuần thục cũng ổn định rồi, thì là chúng ta có thể sử dụng Evosoft để dành cho một số đối tượng mà bị tiền kinh nguyệt, hay là vấn đề mà mụn do rối loạn nội tiết thì chúng ta có thể sử dụng như tầm 16 đến 18 tuổi thì ok. Còn mới 12, 13 thì Hoa khuyên là chúng ta không nên dùng, bởi các bạn ấy vừa mới dậy thì sao, vừa mới đầu có chu kỳ kinh được đâu đó được vài lần mà các bạn đau bụng chuyện đương nhiên đó.
Đấy, chị Dung Vâng, em thấy có một câu hỏi ngoài lề dành cho chị ạ, là việc bổ sung lợi khuẩn vùng kín bằng viên uống có hiệu quả không ạ? Thực ra cái này là rất hiệu quả luôn. Quá tốt luôn. Quá thuyết. Nó không chỉ có thể được tiêu hóa đâu mà nó còn tốt cho vùng âm đạo và tốt cho cả da của các bạn luôn ạ. Hoang chia sẻ ngay từ lúc đầu rồi, có nghĩa là trên bề mặt da của chúng ta, trong tất cả các niêm mạc chúng ta, trong hệ thống đường tiêu hóa chúng ta đều có vi sinh vật cộng sinh và nó gồm có cả lợi khuẩn và hại khuẩn. Khi nó ở cái cân bằng thì chúng ta không làm sao cả, nhưng khi nó mất tỷ lệ cân bằng đấy là chúng ta mắc bệnh ngay, bệnh ngoài da, bệnh rối loạn đường tiêu hóa đi ngoài, đúng không? Kể cả viêm đại tràng hay là cả cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa. Cái việc giữ cho cái tỷ lệ này cân bằng rất quan trọng, nên là bổ sung rất là ok, đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ là cũng phải chú ý, bởi vì là hiện nay đang có rất là nhiều các cái cơ loại lợi khuẩn khác nhau. Có những loại thì nó cung cấp cái lợi khuẩn, các cái chủng lợi khuẩn dành cho đường ruột. Có những loại thì cung cấp các cái chủng lợi khuẩn dành cho da, ví dụ bôi ở bên ngoài. Nhưng mà cái loại mà dành riêng cho vùng kín thì chúng ta vẫn phải mua đúng nha, chứ không phải là cứ ra ngoài nó có chủng riêng đó, nó có chủng riêng, đúng rồi. Lợi khuẩn là tự nhiên là nó sẽ tăng lên, nó không có đâu. Nhưng mà em không biết chị Hoa thì nghĩ thế nào, nhưng mà có một cái cách mà em vẫn hay tư vấn cho khách hàng là đối với những cái người mà người ta cũng không phải gặp phải cái tình trạng mà viêm nhiễm nặng, thì chúng ta đôi khi là chỉ cần tăng cường uống sữa chua, bởi vì là cũng có một số các cái báo cáo khoa học cho rằng là cái lợi khuẩn mà chúng ta đi vào bằng đường ruột ấy, thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng, tức là nó cũng là gia tăng thêm cái lợi khuẩn ở bên dưới. Cái này là có rất nhiều bài nghiên cứu trên web và nghiên cứu lâm sàng á, đã chứng minh khi chúng ta dùng các lợi khuẩn như một số chủng lacto hay là carut L21 thì các bạn đều có, khi mà uống vào, uống đường uống toàn thân ấy, nó sẽ đến toàn thân và nó sẽ tăng sinh ở cái phần âm đạo của chúng ta, và đặc biệt là các cái lợi khuẩn ở trong âm đạo của chúng ta là ở cái chủng lacto bacillus, và nó là các lợi khuẩn ưa khí, và cho nên khi mà các bạn nó mặc kín quá thì nó cũng phát triển được, các bạn đúng rồi. Chị Hoa, tức là trước khi mà quay mà bạn ấy hỏi hay quá, tức là em cũng gặp rất nhiều khách hàng nói rằng là em không hiểu tại sao mà em uống vào bằng đường ruột mà nó lại xuống dưới được đường âm đạo. Người ta phản hồi là hiệu quả nhưng em không hiểu về cơ chế. Thì chị ở góc nhìn của một dược sĩ thì chị có thể giải thích cái này không ạ? Trên thực tế thì họ cũng không giải thích, các bài nghiên cứu họ cũng không giải thích kỹ là nó đi di chuyển như thế nào. Nhưng rõ ràng là bằng chứng là kết quả là có tăng, đúng không? Em đọc bắt mét là bằng chứng là nó có tăng. Và người ta giải thích trên cơ chế là khi mà các cái lợi khuẩn nó cộng sinh ở trên hệ thống tiêu hóa, nó sẽ điều chỉnh cái pH cho toàn bộ trên cơ thể, và nó tiết ra những cái chất gọi là kháng thể, là một, nó tăng cường sức đề kháng trên bề mặt da, trên hệ thống đường tiêu hóa chúng ta là hai. Khi mà nó tăng cường cái đề kháng cũng như là cái chất chống viêm trên bề mặt da của chúng ta, thì cái vùng âm đạo đấy nó bỗng nhiên khi mà nó pH nó đúng mức độ và nó có những cái chất chống viêm nữa, tiêu diệt các cái hại khuẩn, thì đương nhiên cái lợi khuẩn nó sẽ lệ tự sinh sôi nảy nở và nó phát triển đó. Tôi không phải trên bề mặt da chúng ta không phải lúc nào nó sạch bong kinh kít và nó không có cái gì đâu, lúc nào cũng có một rừng nguyên sinh trên đấy luôn, có đồi núi, có cả nước, có cả các cái loài vi sinh vật, có giống như cả lợi khuẩn và hại khuẩn đều ký sinh, thậm chí nấm mốc hay là các loại nấm men đó. Có một số người có cả ký sinh trùng, đúng không ạ, như là khủng long ở trong rừng ấy, khi mà chúng ta mà đi sâu vào kính hiển vi chúng ta soi trên bề mặt da, các bạn có biết không, trên 1 cm da của chúng ta có tới tận 2 triệu vi khuẩn ký sinh cơ, nên là chúng ta không biết là đấy là cái gì đâu, cả một tài nguyên đó. Vâng, em thấy cũng đã lướt qua được hết câu hỏi rồi đấy ạ. Có một câu hỏi nữa là những đối tượng nào có thể sử dụng Eposoft, thì cái này thì ngay từ ban đầu chị Hoa em cũng đã thấy nói trong cái lúc mà chia sẻ ngay từ ban đầu rồi ạ, và cả cái lúc mà trả lời dành cho bé từ 16 đến 18 tuổi thì em cũng thấy chị lướt qua. Thế nên là chúng ta sẽ bắt đầu đến vòng quay may mắn nhé. Tất cả các bạn đã điền vòng quay chưa? Nếu như mà bạn nào chưa điền thì Nhung sẽ để dành cho các bạn 1 phút để các bạn có thể là người nào chưa kịp điền thì hãy điền vòng quay, và sẽ phần quà sẽ chỉ dành cho những người còn có mặt ở trong phòng Zoom đây nhá. 2 vòng quay ban đầu thì của nhà Bizina và 2 vòng quay sau thì của bên nhà Phú Thái. Thì bạn trợ lý hãy giúp mình nhá.
Để dành cho các bạn một phút để các bạn điền nốt thông tin nhé. À, cái link điền form của flash sale ấy thì khi mà đơn của các bạn hoàn thành rồi thì quà của các bạn mới được gửi về nhé. Thế nên là mình hãy lên đơn ngay. Flash sale có trong cái buổi ngày hôm nay thì các bạn hãy lên đơn và điền form là được thôi ạ. Mọi người hãy gọi tên mình đi xem là vũ trụ hôm nay sẽ gọi tên ai nào. Vũ trụ gọi tên ai? Hãy điền lên cái khung chat này tên của mình. Vũ trụ gọi tên Nga. Vũ trụ gọi tên Duyên. Rất nhiều tên đúng không mọi người? Và vũ trụ sẽ gọi tên ai? Đã có tên rồi đấy ạ. À, xin chúc mừng bạn Thanh Miền. Bạn Thanh Miền đã tương tác rất là nhiều trong cái quá trình mà diễn ra cái buổi Zoom. Thế nên là bạn đã được vũ trụ gọi tên. Đầu tiên là hai phần quà của nhà Pizina là một hộp 6 viên đặt Pizina mọi người nhé. Chúc mừng bạn Thanh Miền. Thanh Miền có số đuôi điện thoại là 697. Bạn có mặt ở trong phòng Zoom nữa không ạ? Nếu có mặt ở trong phòng Zoom thì bạn hãy nói là có rồi nhá. Chúc mừng Thanh Miền. Ai sẽ là người tiếp theo? Mọi người muốn có muốn được gọi tên mình thì mọi người hãy nêu tên mình ở trong cái khung chat để được vũ trụ gọi tên nha. Mình đã thấy bạn Miền rồi. Hình như là vòng quay hơi có trục trặc một chút. Các bạn chờ một chút nha. Thì bạn trợ lý sẽ tiếp tục vòng quay dành cho chúng ta. Tiếp theo là bạn Đinh Thị Kim Anh. Có số đuôi điện thoại là 070. Bạn ở Sóc Trăng. Bạn Kim Anh có mặt ở trong phòng Zoom không ạ? Nếu mà bạn Kim Anh có mặt trong phòng Zoom thì hãy nói là có tôi hoặc là giơ tay. À, Kim Anh có giơ tay lên rồi. À, tiếp tục vòng quay thế nào. Bạn sẽ được nhận một phần quà là 6 viên đặt. Một hộp 6 viên đặt của Bizina nha. Có. Xin chúc mừng bạn Nông Thị Thắm Tươi có số đuôi điện thoại là 043, bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Tươi có mặt ở trong phòng Zoom không ạ? Vòng quay rất là hồi hộp đúng không? Hai vòng quay tiếp theo là của nhà Phú Thái và mỗi một vòng quay thì phần quà của chúng ta sẽ là một hộp Eversoft nha. À Kim Anh mừng. Con. À, bạn Tươi đã giơ tay lên rồi. Chúc mừng bạn Tươi nhá. Và một vòng quay cuối cùng dành cho người may mắn ở trong phòng Zoom. Ai sẽ là người may mắn cuối cùng đây? Sao mẹ đọc chiến nhất phòng quay của con đây?
Xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Lam có số đuôi điện thoại là 858 ở Hà Tĩnh. Bạn Lam có mặt ở trong phòng Zoom không ạ? Phần quà là một hộp Apple Shop. Bạn Lam có mặt ở rồi đấy ạ. Chúc mừng bạn Lam nha. Thế là bốn chủ nhân của bốn vòng quay may mắn tối ngày hôm nay đã có mặt. Chúng ta chúc mừng cho các bạn có phần quà trong ngày hôm nay nha. Và chúng mình hãy tiếp tục để cho những cái Zoom sau, những buổi Zoom sau để chúng ta có những cái phần quà tiếp theo vừa được trải nghiệm và có câu chuyện để chia sẻ, để bán hàng. Và buổi Zoom tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục vào tối ngày thứ năm, ngày 8 tháng 6. Và cái chủ đề là đừng để khô hạn làm cạn cuộc yêu, tiếp tục cho cái buổi ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối thứ năm, 8 tháng 6 nha. Các bạn hãy có mặt và nhận được nhiều giá trị trong buổi Zoom. Và tiếp theo là cũng có rất nhiều những mini game và flash sale tuyệt vời dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Và tối thứ năm thì nhớ là quay lại buổi Zoom này và chia sẻ link Zoom để chúng ta có mặt đông đủ, đầy đủ hơn buổi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.